My ơi, My đi vô trong ăn chứ không ra đây. Vô trong cho em ăn chung với. À rồi đi vô đây, vô lấy muỗng. Đi bên đây lấy muỗng. Cho em ăn chung với chứ không có phải một mình con ăn đâu. Ừ, đơn của cưng ơi, chị không biết để chị hỏi mấy đứa, bữa nay bệnh rồi mấy chị ơi. Như là bên chị có địa chỉ của cưng rồi phải không Mỹ Hạnh? Bên chị có địa chỉ của cưng rồi phải không? Rồi mấy cục vàng chia sẻ like, Thanh like. Thanh like đúng 9 giờ Thanh xuống nha mấy chị. Like đúng 9 giờ xuống, bữa nay bệnh rồi mấy chị à, mệt quá. Mấy ngày mệt quá trời, đau họng nóng không nổi luôn. Đây Thanh có 4 cái áo khoác riêng mấy chị. My ơi, mẹ nói con đi vô trong cho em ăn với không. Đi vô lấy kem khác đi. Susie ơi, Susie à, kêu anh hai đi, mẹ kêu anh hai. Có cái hộp kem màu trắng á, dâu á, lấy cho em với con ăn đi. Đây Thanh có 4 cái áo khoác riêng, chị sale 4 cái thôi nha mấy chị. Nha, Thanh chỉ theo duy nhất 4 cái áo khoác riêng này thôi. Chị nào hên thì có, còn chị nào không may mắn thì không có. Tại Thanh chốt được 4 cái thôi nha mấy chị. Thanh chốt 4 cái cho mấy chị thôi. Rồi đi vô đi, em có kem em không có đòi lấy cho con đâu. Ô, cái này nó bị lỗi rồi mấy chị ơi. Cái này nó bị lỗi rồi, nó đẹp quá mà nó bị lỗi uổng quá. Này đẹp mà nó bị lỗi vậy mấy chị ơi. Đây, cái này. Rồi quá đẹp luôn mấy chị ơi. Áo khoác riêng quá đẹp luôn mà nó bị lỗi rồi, uổng quá. Cái này là áo khoác riêng của nam nha mấy chị. Áo khoác riêng của nam. Cái nào cũng bị lỗi ít à. Nó lỗi xíu đây nè mấy chị. Đây nó bị lỗi xíu đây mấy chị thấy không? Đây nè. Đó, nó bị lỗi chấm xíu đây nè. Ở dưới đây nè. Đó, làm cho mấy chị coi hai cái đen coi. Thanh bán cho mấy chị 59.000. Lỗi 59k, cái này là áo khoác riêng của nam. Đây. Thôi bây giờ Thanh bán 49.000 cho mấy chị đi. 49.000 Thanh sale rẻ luôn. 49.000 đúng ra cái này Thanh bán 99.000. Nhưng bây giờ Thanh bán cho mấy chị 49.000 luôn. Áo khoác riêng này là cái 65kg mặc vừa. Rồi, nói chung là 4 cái. 4 cái nha, một cái 49.000. Rồi mấy cục vàng chốt nhanh lẹ, có 4 cái thôi nha mấy cục vàng. Có 4 cái thôi. 49.000. Chị nào lấy chốt giùm Thanh là khoác riêng lỗi. Khoác lỗi, khoác riêng lỗi lên giùm Thanh là đúng cú pháp nha. Khoác riêng lỗi 49k nha mấy chị. Lên giùm Thanh là khoác riêng lỗi 49k nha mấy chị ơi. Cái này là 65kg đổ lại nha. Áo khoác riêng lỗi, nó bị lỗi 65kg đổ lại. Cái áo khoác riêng của nam thì không bao giờ có rẻ đâu mấy chị. Thanh định soạn ra anh bán 99.000 mà nè, dở ra thấy nó bị lỗi rồi. Thanh sale cho mấy chị 49.000 cái áo khoác riêng nam á. Hôm nay lên quần tây đằng sau không chế yêu, hôm qua chờ mãi không thấy lên. Quần tây là không có lên, quần tây đó nó tùm lum giá lắm. Chị nhận đồ rồi, đẹp thích lắm. Dạ em cảm ơn chị Trinh, em nhận được hàng rồi. À, hàng đẹp lắm, Thu Thủy cảm ơn mấy cục vàng.
Nói chung bên nhà Thanh là uy tín là trên hết, đơn hàng của em Mai Giao, ok Mi Diễm. Đây mấy chị ơi, bữa nay Thanh bị đau họng á, Thanh nói không nổi rồi. 3 ngày liên tiếp lay ngày lay đêm mấy chị. Bữa nay là đuối rồi, bữa nay là thực sự đuối rồi. Tại vì lớn tuổi mấy chị, có khoác đi nam 75kg không. Để Thanh thử cho hoàn cảnh đó mà. Cảnh cảnh cảnh, con khoác thử cái áo này vô cho gì á cảnh. Khoác cho thử đây coi nhiêu ký hả. À, cái áo khoác pin nè, nó có túi trong nữa nha mấy chị, có túi trong đó nha. Cái này chắc 65kg rồi ha. Cái này 60-65kg thôi mấy chị. Để mình cho mấy chị coi nè. Đó. Đó nè mấy chị thấy không, xây sau lưng rồi. Đó 60-65kg nha mấy chị, 60-65kg rồi ok. Thanh xe cho mấy chị 49.000, lỗi mấy chị, lỗi nha, lỗi. Nó bị lỗi. 75kg hả, 75kg là chị hết rồi. Cái này là 60-65kg thôi. Rồi khoác riêng mấy chị, đây có túi trong nữa mấy chị, có túi trong nữa nè. 49.000 mấy chị, Thanh xe cho Thanh xe rẻ cho mấy chị 49.000. Rồi lên giùm Thanh khoác riêng lỗi 49k mấy chị. Lỗi 49k. Hello Trang Trang. Mấy chị bữa nay Thanh nói chuyện hơi nhỏ xíu nha mấy chị. Rồi ok Ngọc Hoài lên giùm Thanh là khoác riêng lỗi 49k nha. Lên số gọi giùm Thanh luôn. Ngọc Hoài nè. Rồi mấy chị lên giùm Thanh là khoác riêng bị lỗi nha mấy chị, lên giùm Thanh là khoác riêng lỗi 49k nha mấy chị. Rồi Ngọc Hoài lên số gọi giùm Thanh luôn ha. Còn 3 cái nha mấy chị, còn 3 cái chị nào lấy chút Thanh luôn ha. Còn 3 cái nha mấy chị. Đó nó bị lỗi bán giá 49.000, nếu mà nó không lỗi lên sẽ bán giá khác nha mấy chị. Nó không lỗi lên Thanh sẽ bán giá khác chứ không có bán giá này đâu. 49.000 một cái phát riêng. Mấy chị chia sẻ like Thanh nha. Thanh bán like khoảng 9 giờ, 9 giờ là Thanh xuống. Rồi Thanh còn 3 cái, chị nào lấy chút em Thanh luôn. Chị Thanh đồ em gửi chưa? Đồ em hả? Chị không biết, để chị hỏi coi. Để chị hỏi cảnh chứ. Rồi áo khoác riêng lỗi, áo khoác riêng lỗi 49.000. Hello Thanh Thúy. Đây mấy chị cái ba lô, mấy chị cái ba lô này Thanh sale cho mấy chị luôn nè. À, cái ba lô này sale cho mấy chị 59.000. Ba lô này là ba lô bố nha mấy chị. Nó bằng vải bố nha. À, Ngọc Hoài ơi, đơn là trên 100.000 là Thanh đi đơn nha, trên 100.000 là đi đơn hết. Rồi cái ba lô này Thanh sale cho mấy chị luôn, mua cho bé đi học được mấy chị, hoặc là mình đi chơi đi du lịch mình bỏ quần bỏ áo được ha. Sale cho mấy chị cái ba lô này 59.000. Cái này 100 mấy Thanh sale cho mấy chị 59.000, Thanh còn đúng một cái thôi. Hello Trang Trang, hello em. Rồi 59.000 nha, cái ba lô 59.000 mấy chị. Chị nào lấy chốt không Thanh là ba lô 59k. Ba lô sale cho mấy chị 59.000. Rồi ok Tí Ngọ ba lô 59.000. Bảy chục. Ủa Tí Ngọ, Tí Ngọ Sóc Trăng phải không? Tí Ngọ Sóc Trăng phải không cưng? À, đưa hàng của các em còn không chị, để chị hỏi mấy đứa ơi, chị cũng không biết nữa. Tí Ngọ Sóc Trăng với ông Cục Vàng ơi. Rồi em cho chị số điện thoại để chị kêu ông cảnh nó nhập lên hệ thống ha cưng. Cho chị số điện thoại để chị kêu ông cảnh nó nhập lên hệ thống ha. Ba lô Thanh hết rồi, còn có một cái thôi mấy Cục Vàng. Đây cái ba lô này nó bị lỗi xíu đây mấy chị nè, nó bị lỗi xíu ngay quai nè mấy chị thấy không. Đó nó bị lỗi đây là tại móc á mấy chị, móc lên gì nè, treo lên gì nè, cái lâu ngày lâu ngày cái nó bị ấy chỗ này luôn. Cái ba lô này Thanh sale cho mấy chị luôn 39.000 mấy chị, 39.000 luôn. Ba lô xám là 39.000. Đó đẹp nhức nhối luôn mấy chị, đẹp nhức nhối luôn. Mà có cái nó bị gì nè, bị đây xíu đây, không sao đâu mấy chị, không sao đâu ha. Rồi con nhập Tí Ngọ vô làm gì á, chứ không thở Tí Ngọ. Rồi ba lô này 39.000 mấy Cục Vàng ơi. Cái ba lô màu à,
ba lô màu xám 39.000, mấy chị lên Thanh ba lô lỗi đi, lên nhìn Thanh Cú Pháp là ba lô lỗi 39k, ba lô lỗi 39k mấy chị. À, Thanh độn form đi cho coi nè. À, chị ơi gửi hàng cho em chưa? Ừ, số điện thoại của em gọi không được á Thúy ơi, gọi toàn thuê bao không à. Đây cái ba lô nè. À, cái ba lô màu xám nó bị lỗi cái quai xíu mấy chị, bị lỗi cái quai xíu, trăm mấy Thanh sale còn 39.000 cho mấy chị luôn. Nha, 39.000. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Cái máy bữa nay sao mà nó chậm quá. Rồi ba lô 39 mấy chị lên giùm Thanh là ba lô lỗi nha. Cái ba lô bị lỗi, nó bị lỗi quai xíu. Sale cho mấy chị 39.000. À, cái này quẩy đi chơi được nha. Đi chơi được. 39.000 lên giùm Thanh là ba lô lỗi 39k. Lỗi đó không ai biết đâu mấy chị, không ai thấy đâu. Cầm lên mới thấy. Nha, cầm lên mới thấy. Rồi cái này là cái túi cho bé nè. Cái túi cho bé Thanh sale cho mấy chị luôn. 25.000 luôn mấy chị. Em chung với Như Nguyên Phan. À chị biết rồi, Tí Ngọ thì chị biết rồi. Nhưng mà có cái ba lô lỗi 39 ok Trần Hạnh nè. Chị biết chứ, chị nhớ. Nhưng mà cái là chị sợ lộn với bữa hổm có một Tí Ngọ. Bữa hổm có một Tí Ngọ nữa. Rồi ok chị Trần Hạnh nè. Ba lô lỗi 39k. Rồi cái này 25.000 mấy chị, cái túi cho bé nha. Túi cho bé Thanh sale cho mấy chị 25.000, chị nào lấy chú giùm Thanh luôn, túi bé 25k. Lên giùm Thanh là túi bé 25k nha mấy chị. Mấy chị hỏi chị ơi lâu dữ không thấy chị lai dép với lai túi. Cho nên là bữa nay cố gắng, trời ơi mấy chị ơi, vô trong kho á bươi hoào moi móc lên á được mớ túi gì tay chung hai tay giờ nó rã rồi mấy chị. Nó rã rồi luôn rồi. Rồi cái này 25.000 cái túi cho bé nha mấy chị, cái túi quải cho bé nè. Túi này mấy chị mua đi, Tết cho bé quải đi chơi mấy chị nha. Cái này rất bền lắm, để bao lâu cũng không sợ hư hết trơn nha. 25.000. Túi bé 25k, chị nào lấy chú âm Thanh là túi bé 25k. Thôi đi vô đi con. Ờ đi đâu đi đi, mệt quá. Rồi cái túi này Thanh sale cho mấy chị 39.000 luôn mấy chị. Đây cái túi đầu rồng. Cái túi đầu rồng Thanh sale cho mấy chị 39.000. Rồi túi bé 25 nè, trang trăng nè. Dép bữa em mua còn không? Dép bữa em mua là dép nào chị không nhớ nữa nè. Rồi cái túi đầu rồng Thanh sale cho mấy chị 39.000. Cái này là nó full màu 3D nè mấy chị. 39.000 nha, túi đầu rồng. Chị nào lấy chút âm Thanh là túi đầu rồng 39k. À, cái thời điểm này mấy chị mua túi là được nè. Để dài dài xài tới Tết được nha mấy chị. 20 tháng 11 tới nè, tặng cho cô giáo rồi ha. Rồi cái túi đầu rồng 39.000 mấy chị. Chị nào lấy chốt giùm Thanh là túi 39k. Đầu rồng 39k mấy chị, lên giùm Thanh là đầu rồng 39k nha mấy chị. 39k cái túi đầu rồng. Áo khoác jean nam á, nó bị lỗi mấy chị, nó bị lỗi màu xíu, sale rẻ cho mấy chị có 49.000 thôi. Rồi cái túi này là cái vỏ này, cái túi hai quai mấy chị, có khóa kéo nha. Nó có hai cái quai này rồi mà có một cái dây đeo nữa, dây đeo nằm trong. Cái dây nó nằm ở trong nha mấy chị. Đây Thanh sale cho mấy chị túi này cũng 39.000 luôn. Đây túi đỏ nha mấy chị. Lên giùm Thanh là túi đỏ 39k. Dép bánh mì màu đỏ size 37. Dép bánh mì màu đỏ size 37 là cái đôi sụp đó con. Còn nha Mi Diễm ơi. Cái đôi sụt bánh mì á. Rồi đôi lộn, cái túi đỏ này Thanh sale cho mấy chị 39.000. Chị nào lấy chốt thùng Thanh luôn trong cái thùng á. Túi đỏ 39k mấy chị. Đây còn cái này của nàng nào đây. Đây cái này cái 195.000 Thanh sale cho mấy chị 70.000 luôn mấy chị. Cho em coi khoác Việt Nam màu đỏ 37. Đây áo khoác Việt Nam nè, 6. Đây nó bị lỗi đây xíu nè, thấy không? Mấy chị thấy không, nó bị lỗi nè.
ở Thanh bán rẻ 49.000 luôn, chứ áo này là áo 200 mấy. Ok, túi đỏ, túi đỏ 39 à. Mấy cây kia hết luôn hả? Màu đỏ chị còn à, còn size 38 à cưng ơi. Cái đôi dép bánh mì màu cái đôi dép mà bánh mì màu đỏ đó Thanh còn size 38 mà hết 37 rồi, còn 38 nha. Rồi ok, Hiền Thảo, cảm ơn Hiền Thảo luôn. Túi đỏ 39, áo khoác nam 49. Ok Hiền Thảo, Hiền Thảo ơi, lên giùm Thanh là khoác nam lỗi 49 đi. Lên giùm Thanh là khoác nam lỗi lên chữ lỗi giùm Thanh để mấy chị khỏi mắng vốn Thanh nha. Lên giùm Thanh là khoác nam lỗi, khoác riêng sao khoác nam lỗi 49k. Ừ, nhưng mà cố gắng tranh thủ lấy sớm chị nha, tại vì nhà chị chứa hàng cũng chật lắm cưng, chật lắm nha, tranh thủ lấy sớm. Cái này Thanh sale cho mấy chị 70.000 thôi mấy chị. Đây 70.000 có dây đeo nè. Rồi trang trăng nè, lỗi 49k nè, khoác nam lỗi, mấy chị lên vậy đi để mấy chị khỏi mắng vốn Thanh nói ừ Thanh ơi sao mà bán khoác bị lỗi nha. À, Hiền Thảo ơi, lên lại giùm Thanh là khoác nam lỗi 49k nha. Rồi ok rồi, Thanh còn đúng một cái đó mấy chị. Khoác nam lỗi là Thanh còn đúng một cái, chị nào chậm là hết nha. Gửi địa chỉ của ai? Gửi địa chỉ của ai Hiền Thảo ơi? Rồi cái túi này Thanh sale 70.000 nha mấy chị, hàng xịn nha. 70 chị nào đi vô nhà con, không có được, cấm tuyệt đối, đi qua đây là không có được đi ra đây. Đây rồi, cái túi này là túi da hàng xịn luôn nè. Túi da hàng xịn nha, cái này mấy trăm nè. Áo thun tay dài Thanh có áo hoodie thôi, áo nỉ thôi. Thanh có áo nỉ thôi. Đây cái túi này Thanh sale cho mấy chị luôn. Cái này Thanh sale 59.000 mấy chị. 235.000 bây giờ Thanh sale cho mấy chị luôn, 59.000. Cái túi này nó có 3 ngăn nha mấy chị, 3 ngăn. Ở trong là nó lót vải nha, ở trong lót vải. Cái này là túi da mấy chị, hàng xịn luôn. Ở cái này Thanh sale 59.000, cái này là 235.000, còn đúng một cái sale cho mấy chị luôn. À, gửi địa chỉ cũ rồi, ok Thanh biết rồi. Rồi chị nào lấy chốt cho Thanh luôn ha. Cái túi này 59k, túi nâu 59k, túi da luôn nha mấy chị. 59.000 chị nào lấy chốt cho Thanh luôn. Rồi lên giùm Thanh luôn, túi 59 ok An Thịnh, ok cục vàng. Coi chừng rồi, bỏ vô túi. Có bữa mặc cái áo mà lòi cái áo ra luôn á. Có bữa mặc áo mà lòi ra luôn á. Túi 59 hết rồi, còn có một cái cảnh nè. Cái tủ đẩy qua bển nè, con gom mấy cái ba lô á. Mấy ba lô mà ba lô ấy đi liền thì sale luôn. Gửi đi chị trường rồi, chị biết rồi. Ok cục vàng. Ừ đúng rồi. Không mấy cái kia kìa, mấy cái mà không có mã xuống. Đây rồi mấy chị ơi, cái ví cầm tay nè mấy chị. Cái này là cái ví cầm tay, cái này Thanh sale cho mấy chị luôn. À, sale cho mấy chị 69.000. Cái bóp cầm tay đỉnh đá mấy chị, đẹp chưa. Cái này là hình như là 270.000. Áo đang mặc giá bao nhiêu? Ủa cái áo gì mặc còn không ta? Nó sọc này nè. Một cái 100 mấy? 130 hả? 130, áo đa Thanh đang mặc là 130. Dép còn màu gì? Size 37 là còn màu gì? Đây cái ví nè mấy chị, cái bóp cầm tay nha mấy chị. 260, 270. Bây giờ Thanh sale cho mấy chị luôn, 69.000. Chị nào lấy chú âm Thanh luôn. Trời ơi nó sang mấy chị ơi. Mấy chị cầm cái bóp này đi đám đi tiệc, nó sang cực kỳ luôn. 69k chị nào lấy chốt bình Thanh là ví nha, ví 69 ok Hiền Thảo nè. Ví này đúng sang luôn, nó cẩn đá đó chị. Rồi cái nón bảo hiểm xanh trên kệ có bán lấy em nha. Cái này á hả, cái này khách đặt rồi, khách đặt trả tiền rồi, cái này khách đặt rồi, 49.000 khách lấy rồi cưng.
Rồi cái này cái ba lô mấy chị. Cái ba lô này tham sale cho mấy chị luôn. Ba lô này 69.000 luôn mấy chị, 69.000 ba lô này, ba lô da nha mấy chị. Một cái 100 mấy nha mấy chị ơi. Một cái 180 thanh sale cho mấy chị 69.000. Đó, ba lô da nha mấy chị. Chị nào lấy chốt âm thanh là ba lô 69k. Ba lô 69.000 mấy chị, mấy cái này là hàng thanh còn một cái. Thanh sale cho mấy chị luôn. Đó, sale giá có phần nửa giá tiền lỗ luôn mấy chị. Rồi ba lô 69k mấy chị, ba lô nâu. Đó, ba lô nâu nha, 69.000. Chị nào lấy chốt âm thanh luôn, ba lô 69k. Rồi ba lô màu đỏ. Ba lô 69, 37 chị hết, không còn đôi nào hết trơn á, cục vàng ơi. Rồi à cô, alo, bữa nay cô, bữa nay làm sao? Bữa nay làm sao á? Mệt mấy chị ơi, mệt, bữa nay mệt, không nói lên lời, bán đắt cái cho nó đỡ mệt, bán ế mệt thêm. 37 là chị hết, không còn đôi nào luôn á cưng. Rồi cái đỏ này, đỏ 69.000 luôn, ba lô đỏ nè. À, ba lô đỏ 69, nâu rồi, chị lấy cái màu nâu cho cưng rồi. Chị lấy cái màu nâu cho cưng rồi á. Túi 59 không? Ai có chốt là Thanh đọc tên nha Thương Ngọc ơi. Ai có chốt là Thanh có đọc tên nha. Rồi màu đỏ 69k. Chị nào lấy chốt Thanh luôn. Cảnh con nhớ cái ba lô bó hổm mà Ngọc Hường mà lấy đồ cho con Ngân Bách á. Mua á, con nhớ không? Lấy cho nó một cái chừa cho nó đi. Rồi cái này đỏ 69k nha mấy chị. À, ba lô đỏ 69k. Chị nào lấy chốt Thanh luôn. Đỏ 69. Ủa ba lô là hết thẻ hả Cảnh? Rồi cái này 39.000 mấy chị, cái túi này sale cho mấy chị 39.000 mấy chị ha, tại mấy chị hỏi quá nên lấy anh chốt cho mấy chị chứ mấy cái này là Tết Thanh bán một cái trăm mấy không ấy mấy chị. Rồi cái túi vàng 39.000 mấy chị, 39k chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Rồi mấy chị lên giùm Thanh là túi vàng 39k nha mấy chị. Đây túi vàng 39.000. Không, cái ba lô đâu phải ba lô đó, cái ba lô mà hàng ba lô đi chơi á. Đây rồi túi vàng, vàng 39k. Rồi ok vàng. Vàng 39 Thảo Thu nè, mạng yếu chị ơi hả? Ờ mạng yếu. Ồ chị biết rồi. Ờ cái đó đó, màu khác còn màu khác không? Rồi túi vàng 39 ok Hiền Thảo nè. Thôi nhớ để cho nó đi. Có túi bao tử không hả? Túi bao tử, ừ viết rồi, cái bao tử đó không biết cầm đâu luôn trời. Nó vô lý thiệt á. Rồi cái túi này chà leo mấy chị, chà leo nha mấy chị ơi. Chà leo nói đúng là nó bị vi phạm. Ba cái này là túi chà leo mấy chị nha. Rồi chị nào lấy chốt Thanh. Em thấy gì Kim Thoa, chị không hiểu. Đây rồi cái này 39.000 luôn mấy chị. Túi chà leo 39k, chị nào lấy chốt âm thanh luôn. Đây, chà leo mấy chị ơi. Túi chà leo 39k. Nói mà tự mất cười luôn. Chà leo, ok Ngân Kim. Ok cục vàng, cái mọc này bỏ vô nó không được hết trơn. Túi bán 39.000 là bao giá mấy chị luôn á. Rồi ok Ngọc Hương Quỳnh, túi chà leo 39k. Cảnh là gì bỏ qua, con lấy bọc con bỏ làm gì á Cảnh. Rồi ok Ngọc Hương Quỳnh nè. Rồi ok Hiền Thảo nè. Lát nữa con lấy cái túi màu vàng nó cho Hiền Thảo làm gì luôn á. Rồi ok Đặng Ngọc nhiều luôn nè, 39k luôn nè. Rồi Đặng Ngọc nhiều lên số điện thoại dùm Thanh luôn. Đặng Ngọc nhiều ơi, Ngọc Hoài nè, số điện thoại Đặng Ngọc nhiều lên số điện thoại dùm Thanh luôn ha. Nữa à,
neo đỏ ok chang chang. Rồi ok đặng ngọc nhiều nè. Rồi chà neo đỏ 39, chị nào lấy chốt cùng Thanh luôn ha. Chà neo đỏ 39. Rồi cái này là, cái này là mấy chị chốt cùng Thanh là kêu bằng mã gì ta? Đỏ bóp ví nhỏ có bán không? Bóp ví nhỏ có bán không hả? Có cưng. Rồi cái này là 39.000 luôn mấy chị. Mấy chị chốt cùng Thanh là mã số 1 đi mấy chị. Mã số 1 đi ha, mã số 1 39.000. Chị nào lấy chốt cùng Thanh là mã số 1 nha mấy chị. Số 1 39k. Lên giùm Thanh là mã số 1 39k mấy chị. Rồi cái này màu đen 39.000 luôn mấy chị. Cái này nó có dây nha mấy chị, có dây đeo nha. Một lát nữa Thanh sẽ lên dép nha mấy chị ơi, dép mang ở nhà, dép mũ, dép kiểu nữa nha. Rồi cái này có dây đeo nè mấy chị, màu đen 39k mấy chị. Đó, có quay sách luôn nè, hai quay sách luôn nè, đen nè. Túi đen 39 ok Nguyễn Trang nè. Túi đen chị hết rồi Nhi ơi, túi đen chị còn có một cái à. Đây cái túi đầu rồng mấy chị. Đây cái túi đầu rồng nè, 39.000 luôn. Đơn chị đi chưa? Dạ chưa chị Quỳnh Đăng Si ơi, chưa cục vàng ơi. Rồi cái này con lấy mực bút lông á, con ghi cái ba lô của An Thịnh ghi địa chỉ trường, gửi địa chỉ trường. Còn thôi khỏi đi gì nhớ à. Rồi cái đầu rồng 39.000 mấy chị. Đầu rồng 39k. Quần nam size 30 demo chị like còn không? Còn nha Ánh Tuyết Lê ơi. Rồi cái này đầu rồng 39k. Chốt giùm Thanh luôn. Cái này là nó full màu 3D nha mấy chị. Full màu 3D đầu rồng 39k mấy chị. Rồi cái ba lô. Cái ba lô mấy chị, ba lô này Thanh sale cho mấy chị luôn. Ba lô này mấy chị thâu dây lại. Thâu dây lại mấy chị nha, nới dây thâu, thâu dài thâu ngắn được nha mấy chị. À, ba lô Thanh sale cho mấy chị. Đây ba lô về mấy chị tự thâu đi ha. Cái ba lô này nới cộng dây ra làm gì á, cảnh nó cứng quá. Rồi cái đầu rồng màu cam mấy chị. Đây cái túi đầu rồng màu cam nè, full 3D nè. Lấy em một cái dùng đơn mấy bữa nay gửi luôn nha chị. Quần à, quần à, có bán quần đi học cho em gái 35 kg không? Có nha Hiền Thảo ơi. Ủa cưng lấy cái quần riêng nam mà chị còn dép lông mang trong nhà hết rồi cưng. Cưng lấy cái quần mà quần lửng hay quần dài cưng? Quần lửng hay quần dài? Đây cái này 39.000 nha mấy chị. Đầu rồng cam 39k. Chị nào lấy chốt Thanh là đầu rồng cam 39k mấy chị. Đầu rồng cam 39.000. Rồi cái này Thanh sale cho mấy chị luôn. Cái chà neo quần nam dài. Vậy con vô con lấy cho gì cái quần riêng. Quần riêng nam size 30 99.000 cái á. Dài á. Ok Ánh Tiết Lê nè 99k. Quần riêng nam là 99k nha. Rồi cái này Thanh sale cho mấy chị 39.000 luôn. Đây cái này là chà neo vàng. Chà neo màu vàng cho mấy chị 39.000. Chị nào lấy chốt Thanh luôn ha. Cái túi chà neo màu vàng. Rồi túi vàng 39k trang trăng. Có màu đỏ không hả? Để
chị coi. Có màu màu vàng cưng ơi, màu đỏ chỉ có cái này. Cái này thì 49.000. Đây cái này 49.000 nha, 49.000 nè, 49.000 nha. Cái túi đỏ 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 hình vuông nè, đỏ khóa vuông nha, đỏ khóa vuông này 49.000 nè. Nón bảo hiểm, nón bảo hiểm hết rồi cục vàng ơi. Rồi cái này cũng 49.000 luôn mấy chị, XL. Đây cái túi XL 49k. XL màu vàng 49k mấy chị lên nhìn Thanh là vàng 49k nha mấy chị. Đây cái túi XL màu vàng 49.000. Cho em coi lại quần jean nam đi chị. Quần jean nam mà size mấy cũng lấy size mấy. Hải Nguyễn Thị. Rồi cái này 49.000 màu đỏ nè. Đỏ 49, chị nào lấy chút Thanh luôn ha, đỏ 49.000. Đó, đỏ 49 nha, đỏ 49 nè. Rồi cái màu vàng. Cái vàng này Thanh sale cho mấy chị 39.000 mấy chị. Rồi đỏ 49 ok Trang nè. Đồ lúc tối em mua chưa có đi nha. Rồi cái vàng này 39.000. Đây vàng này sale 39 nè. Quần kaki nam hả? Quần kaki nam chỉ có màu đen nha. Rồi cái đội này nó kêu nóng nha, kêu than, kêu bệnh, kêu đau họng, kêu nhức đầu. Rồi cái màu vàng này 39.000 mấy chị. Vàng 39k, chị nào lấy chốt Thanh là vàng 39 nha. Vàng 39 mấy chị. Size 30 hả? À quần tây size 30 là hết rồi. Quần tây nam Thanh hết rồi. Đây rồi cái túi này, túi LV hàng Quảng Châu. Cái này là 59.000 mấy chị. Đây cái túi LV hàng Quảng Châu nè. LV nha, cái này là 200 mấy mấy chị, giờ Thanh sale cho mấy chị luôn 59.000. 59.000 cái túi LV, chị nào lấy chút Thanh luôn, LV 59k. Đây mấy chị nhìn nè. Đó, đẹp chưa? 59.000 là quá trời rẻ luôn mấy chị. LV 59k, chị nào lấy chút Thanh luôn. Thấy cái miếng lót ở trong thôi, nhìn đã chưa? Rồi pha lê trần nè, LV 59k lên giá tiền nhìn Thanh như mấy cục vàng, Thanh nhắc hoài luôn. LV 59k rồi Thanh hết nha mấy cục vàng. Rồi cái này Thanh cũng sale cho mấy chị 59.000 luôn. Cái túi này là màu nu, hàng Quảng Châu mấy chị nha. Cái này là hàng Quảng Châu nè. Túi màu nu 59.000, chị nào lấy chút Thanh luôn. À, cái túi Quảng Châu là mấy trăm ngàn một cái. LV hết rồi, Đặng Ngọc Nhiều ơi. Đây cái này hàng Quảng Châu mấy chị, 59.000. Cảnh cảnh, con chạy vô kho con mớ túi mà có đỏ 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 đỏ, đỏ hột đính đá đó, với cái màu vàng nó sẵn lấy gì luôn đi, đang được chớn. Rồi cái này 59.000 luôn mấy chị nha, cái túi màu nu hàng Quảng Châu nha mấy chị, da rất là mướt nha mấy chị. Chị nào lấy chốt Thanh là màu nu 59k. Rồi có cái túi đựng điện thoại mấy chị, cái ví đựng điện thoại này nó hơi quần tây nam mà Thanh còn size bự không mà hết size nhỏ rồi. Đây cái túi đựng điện thoại Thanh sale cho mấy chị 39.000. Cái này nó đè mấy cái túi khác, nó đè lên cái túi này á mấy chị. Đó, nó đè lên nên nó có dấu rồi mấy chị thấy không. Rồi túi điện thoại 39k mấy chị nè. Túi điện thoại 39k có một cái một thôi nha, còn có một cái một thôi. Cái này để trong kho á, mấy cái túi khác nó đè lên đó mấy chị.
nó đó cái gì à, tho cưng ngắn chị không hiểu, chị đọc chị không hiểu. Rồi túi điện thoại 39.000, mấy chị lên thanh là túi điện thoại 39k. Rồi ok, ngân kim túi điện thoại 39k. Túi điện thoại chốt cho ngân kim là hết rồi. Đây cái này đúng đẹp mấy chị ơi, size M hết rồi. Túi hồng 39. Rồi túi hồng 39 nè, ok cục vàng nè. Đây túi hồng 39 nè. Túi điện thoại chị thanh hết rồi mấy cục vàng ơi. Túi điện thoại thanh hết rồi. Đây cái túi màu riêu nè. Trời ơi là trời, mấy chị ơi cái túi này nó đẹp nha mấy chị. Xịn sò luôn. 59.000 cho mấy chị luôn cái túi màu riêu. Màu độc màu lạ luôn mấy chị. Màu riêu nha, cái màu riêu này 59.000, chị nào lấy chốt hồng thanh luôn. Đúng sang mấy chị nha. Đúng xịn đúng sang luôn. Màu riêu 59k, chị nào lấy chốt hồng thanh là túi màu riêu 59k. À em nói túi điện thoại hả? Túi điện thoại. Ờ rồi để chị lấy cái đó ra. Rồi bình an nè, riêu nè 59k nè. Chà hết giấy nữa. Để thằng lấy giấy, thằng thay giấy đi hết giấy. Không có quậy nha chưa, không có quậy nha chưa. Để thằng thay giấy hết giấy rồi mấy chị. Màu riêu canh hết nha mấy chị, màu riêu canh hết nha. Rồi cái này là thanh sale cho mấy chị luôn nè. Đây cái này thanh sale cho mấy chị luôn, 69.000 mấy chị, hàng Quảng Châu. Cái này hàng Quảng Châu nha mấy chị, 69.000 mấy chị. Đây mấy chị nhìn nè. Đó, cho mấy chị coi nè, hàng xịn là nó có khác nha. 69.000 màu ruốc. Mấy chị lên nhìn thanh là màu ruốc nha, màu ruốc. Cái túi của màu hồng nó bỏ ra đi, cái túi của Kim Thơ á. Đây màu ruốc 69.000, chị nào lấy chốt hình thanh luôn. Rồi Thảo Bích, chị cảm ơn Thảo Bích nha. Màu ruốc 69.000 mấy chị nha, hàng Quảng Châu không ai bán cho mấy chị 60-70.000 đâu, nó thiệt luôn á. Không ai bán cho mấy chị 60-70.000 đâu mấy chị. Màu riêu hết rồi nha, màu riêu hết rồi. Đặng Ngọc Nhiều ơi, nào bỏ vô. Đây rồi cái này màu vàng nè. Màu vàng này thanh sale cho mấy chị 39.000. Vàng khóa buông. Vàng khóa buông này sale cho mấy chị 39.000 mấy chị. Chị nào lấy chốt hình thanh luôn ha. 39k màu vàng 39k mấy chị. Trên 100.000 nha Nguyễn Lan ơi, trên 100.000 là thanh đi đơn nha. Màu vàng 39.000 nha mấy chị, vàng 39.000. Rồi cái túi này là một cái 180 thanh sale cho mấy chị luôn, 49.000 mấy chị. Đây cái này là túi hộp nha mấy chị, dây đeo nè. Dây bản nha. Cái túi này thanh sale cho mấy chị luôn, nó đính đá nè mấy chị. Túi đỏ nhỏ đeo chéo không? Đây cái này là bây giờ thanh lên nào mấy chị coi cái nào thích mấy chị mua nha. Đây nó đính rất là đẹp luôn nè. 49.000. Chị nào lấy chốt thanh là túi hộp 49.000 nha. Có túi điện thoại mà giờ chị còn loại tốt à, loại trăm mấy á cưng. Túi điện thoại thanh còn loại trăm mấy á. Mấy cái túi điện thoại kia coi dùm gì bán trăm mấy được. Màu đỏ 49.000.
đỏ 49.000 nha mấy chị, đỏ 49, chị nào lấy chốt anh Thanh luôn, đỏ 49 nha. Rồi cái ba lô này Thanh sale cho mấy chị luôn. Ba lô này bán cho mấy chị 59.000 luôn mấy chị. Cái này 59.000 nha. 59.000. Hả? Hả? Đưa qua cho dì đi. La chổng. Đây cái này 59.000, cái ba lô này Thanh sale cho mấy chị 59.000 nha. Ba lô 59k. Chị nào lấy chốt cùng Thanh luôn, ba lô 59. Bữa thứ 7 em có đặt. Em đặt nhưng mà chị xả đơn rồi. Trên một cái thôi nha. Còn còn trên một cái thôi nha. Còn nha. Trên một ba lô có không? Còn nha. Ba lô có không là gì cơ? Cái thôi nha. Đây cái này nè, 120 nè. 120 nha, cái này 120 mấy chị. Cái còn nha. Dây đeo nè. Thêm một cái còn nha. À. Đây cái túi đựng điện thoại là 120 mấy chị. Nha, 120. Đó, cái này là hàng này hàng đẹp nha mấy chị. Cái hồi nãy là tại vì nó bị đè cấn á nên bán rẻ. Cho em coi. À, cái gì chị lấy về bán. Tính lộn xộn. Bớt không, tính lộn xộn. Cho em coi nón bé phía sau. Ok, cục vàng. Tú ơi, mấy cái đó không ấy được thì cưng bỏ đi cưng. Bỏ đi rồi chị đổi cái khác cho. Hoặc là chị trừ tiền cho cục vàng. Đây nón nè. Chị Huệ Mỹ ơi, chị lấy 50 cái đi. Lấy 50 cái, 100 cái gì đi rồi em tính lộn xộn cho chị một giá một thôi. Rồi nón nè cưng, nón nè. Em mua sale em bán hả? À em mua sale em bán. Chị Huệ Mỹ, chị lấy lộn xộn đi, em tính giá cho chị, ưu ái cho chị luôn. Đây nè nón nè cưng. Nón này chị sale 29.000 nè. Bữa trước bán 39.000, bữa nay chị Thanh sale có 29.000 thôi. Đúng rồi, bữa nay chị Thanh bị bệnh đau họng. Trời, tay chân nó ghim. Tay chân nó ghim, nó ê ẩm hết trơn á. Có con à? Của con. Em còn cỡ còn cỡ mấy trăm cái mà thôi, em tắt cho chị lấy 50 cái đi. Còn mấy bao? Chị lấy 50. Ở chảnh còn có 3 bao rồi hả? Còn bảo hiểm, chị hết bảo hiểm rồi, cưng hết bảo hiểm rồi Kim thôi. Đây nè, ba lô nè, mấy cái này nè, em bán 59.000, 69.000, rồi 79.000. Lấy em cái hình cho bé trai. Ừ bé trai lấy cái này đi. Bé trai cái này mà. Mai chị hả lai quần. Đang nghe chị Thanh ở chỗ em chưa có điện mạng coi không được. Ủa cảnh này đơn thỏ và sóc còn không? À hình như còn đơn em còn chưa có xả. Đơn em còn chưa có xả nha. Đây đây, gì biết rồi, gì biết rồi. Ê cái nón này nè, bố hổm nó đưa qua cho mình á, còn mà có để lại không ta? Nón này nè. Sao nó không để nón này vô cho mình trời? Rồi ok em. Mẹ ba đi rồi hả mẹ? Ba đi chở đồ cho mẹ rồi. Ba vô cho mẹ nha. Ba vô cho mẹ. Cái ba lô đó nhiêu? Đâu rồi? Quần dài đen 70kg. Nón đen còn không? Dạ nón đen em còn chị. Nè. Đây cái này là chị Thanh bán 59.000. Chị Huệ Mỹ ơi, chị lấy hết đi, em bán cho chị 39.000 lộn xộn hết. Nón 29 ok Trần Vĩ. Dạ. Quần dài đen 70kg hả? Rồi ok Kim Tho nè. Thôi con đừng có lấy, con lấy. Con đứng đây con lấy bill cho mẹ đi, con chen đi đâu vậy? Đi ra đi con.
coi nè, túi đẹp đẹp không luôn. Túi đẹp đẹp không luôn nè chị. Đó. 49, 59, 69, 79. Đó, chị lấy 50 cái em bán cho chị 39.000 đồng giá. Đây nè. Đó, ba lô nữa nè. Rồi túi hàng Quảng Châu mấy trăm ngàn một cái nè. Đó, em bán cho chị đồng giá 39.000 luôn. Đây. Đó. Chị lấy về chị bán đi. Đây, đó, nhóc tiểu luôn. Em bán đồng giá cho chị 39.000. Em khỏi like. Nè. Đó, đẹp chưa? Vàng rồi mấy chị. Vàng 39 luôn nè. Đó, như mấy cái này 49.000 em cũng bán cho chị 39.000 luôn. Đó, em đưa cho chị coi mẫu luôn nè. Em còn tầm 50 cái á. Nè thấy không? Xịn xịn không luôn. Có túi màu đen không hả? Màu đen là thanh hết rồi. Màu đen là thanh hết. Xu xong mà nó chui chui vô đây trời. Nè, gọi đi vô đi. Đi vô đi. Đây cái áo khoác này, khoác Kim Nam bị lỗi mấy chị đang bán rẻ. Nè, đó, vừa chưa? Rồi đi lại cảnh chơi đi. Xếp vết đùi hết rồi. Đây cái áo khoác Kim nè. Áo khoác Kim Nam nó bị lỗi mấy chị. Nó lỗi xíu anh bán rẻ cho mấy chị luôn. 49.000 luôn nha mấy chị. 49.000 chị nào lấy chốt âm thanh là khoác riêng lỗi. Lên âm thanh là khoác riêng lỗi 49k mấy chị. Nha, cái này là một cái là mấy trăm ngàn á, anh sale cho mấy chị 49.000. Tại vì nó bị lỗi. Khoác riêng nam 49k. Cho em coi vàng tay cầm. Đây. Vàng tay cầm đây. Có cái thùng nào không cảnh, có cái thùng nào chất Đặng Ngọc nhiều áo riêng lỗi, ghi chữ lỗi nữa giùm Thanh đi. Ghi chữ riêng lỗi đi, riêng lỗi 49k giùm Thanh nha Đặng Ngọc nhiều ơi. Riêng lỗi 49k. Đây cái này. Cái này chị Thanh sale 39.000 luôn nè. 39.000 nha, 39.000. Không lấy chất vô cái thùng đó con, bỏ vô cái gỗ nó chạy chủa hết chưa. 39.000 chị đang bán 39. Phạm Nương chị gửi hàng em chưa? Phạm Nương ơi, hàng em gửi rồi nha. Xin lỗi 49 ok, vậy đi để mấy chị khỏi mắng vốn Thanh đó, Thanh mệt đó, Thanh bán rẻ mà mấy chị về. Mấy chị mắng vốn nên đó là Thanh muốn in cái bằng chứng. Rồi ok Thảo Thu nè, 39.000 nè, cái túi vàng nó sale cho em 39.000 luôn. Rồi chị lấy cho Cưng rồi. Đây cái này là bữa hổm cái chị kia chị mua có 2 món à. Có 2 món à, không có chốt cho chị được. Túi vàng 39 hết là Mai Trang ơi. Túi vàng 39 hết nha. Đơn hôm qua còn hay gửi rồi. Dạ đơn hôm qua em gửi rồi chị. Đơn hôm qua nhiều lắm. 200 cái túi bọc tự bự tổ chản cái nè. 200 cái túi là em đếm dư cho chị luôn á, có mấy cái em đếm dư luôn. Hàng em còn phải không? Nhi hàng Nhi còn nha. Rồi 35.000 cái đầm maxi mấy chị. Cái đầm maxi nè 35.000 mấy chị. 60 kg vừa luôn mấy chị, từ 40 kg nó 45 kg tới 60 kg vừa cái đầm maxi nè, một cái là 180 thanh sale cho mấy chị luôn. Thanh sale cho mấy chị 35.000 luôn. Chị nào lấy chốt âm thanh luôn. Đầm maxi. Đầm 35k đây mấy chị. 180 bây giờ Thanh sale cho mấy chị vậy đó. Thanh chơi lớn Thanh sale cho mấy chị 35.000 luôn. Nói chị đó chỉ mua có 2 cái làm sao gửi. Mà cả tuần lễ rồi. Không có lưu được. Thanh không có lưu đơn lâu được. Chị chào Lê Ngọc. Maxi 35 Diệu Nguyên. Trời ơi Diệu Nguyên thế nào mà đi du lịch ha. Đi biển hả mặc cái này. Bá cháy luôn. Rồi cái đầm này đầm maxi hết rồi nha. Rồi cái đầm này 55kg Diệu Nguyên, cái này đẹp quá nè. À, cái này cũng 35.000 luôn. 35.000 luôn nha. Cái đầm này đầm hồng. Đầm hồng 35k. Đây đầm hồng 35k mấy chị. Cái này 55kg đổ lại nha. 55kg đổ lại. Cái này là xả của cái chị khách kia nha, chứ cái đầm này là thanh hết rồi.
Đầm hồng 35k, đầm hồng 35k. Rồi chị nào lấy trước Thanh Thanh là đầm hồng 35k mấy chị. Rồi cái nón này lại là cái nón huyền thoại mấy chị, 3 cái 10k mấy chị. Đó, Thanh bán cho mấy chị 3 cái nón này 10k mấy chị. Nón này bà Phương Hằng bà đội nha mấy chị. Thanh copy cái hình của bà, Thanh giấu mặt bà đi rồi Thanh chụp nè, Thanh đăng nè. Đó, 3 cái nón 10k nha mấy chị. Cái này mấy chị đội đi chơi rồi đội cho con mình đội cũng được nữa nha. 35k, ấy lộn, 3 cái nón 100 nhớ đổi giùm em rồi chị biết rồi. 3 cái nón 10.000. Đây nè mấy chị, mấy đơn này nè. Mua có 2 món, 1 món là không có lưu đơn được. In giấy in đồ ra tốn giấy thêm nữa. Rồi 3 nón 10k cảnh Tú Nguyễn nè. Cái gì? Mẹ cho ăn cây đó. Mẹ cầm cái cây vô tới nè. Mẹ đuổi về hết bây giờ đó. Rồi cái áo nè. Tổng cộng bao nhiêu tiền hả? Của chị chắc cỡ triệu mấy hay gì là em không nhớ nữa. Rồi cái đầm này Thanh sale cho mấy chị 20.000. 20.000 nha, 20.000. Cái đầm này là 45kg nha mấy chị, 45kg vừa nha. Rồi đầm này đầm đỏ Thanh sale mấy chị 20. Chị cho em xem lại hai cái túi hồng Quảng Châu. Rồi đầm đỏ 20 nè, ok thì nè. Cái đầm đỏ đó chị hết rồi. Đỏ 20 hết rồi nha. Đây nè, hai cái túi Quảng Châu nè. 69.000 nha. Cái này là 69.000 nè. Cái này là 59.000 nè. Đó, sale hai cái. Rồi cái set bộ cho bé. Đó, cái set bộ cho bé nha. Set bộ này bé 35kg đổ lại nha. Set bộ cho bé 35kg đổ lại, sale cho mấy chị 25.000. Chị nào lấy chú Thanh là set bộ bé 35kg, 30-35kg, Thanh sale cho mấy chị 25.000. Chị nào lấy chú Thanh luôn. Bộ này là bộ lụa nha mấy chị, bộ lụa cho bé. Bộ 25k. Cái túi 69k cho em xem bên trong. Túi đó để Thanh hỏi kia nó có lấy không đó hả? Bộ bé 25, ok Lê Kim nè. Nga Vinh ơi, bộ bé hết rồi. Thôi được rồi, một bao rồi nghỉ đi. Còn không? Hai bao rồi, dạ, hai bao rồi. Rồi nghỉ đi. Xét bé em hết rồi chị Liên ơi. Là cái số 1 là hết rồi phải không? Rồi cái nón bé này, nón bé không biết của ai nữa, nó rớt ra nè. Bộ bé em hết rồi, bộ bé em hết rồi nha chị. Rồi cái đầm sơ mi nè, 35.000 mấy chị.
cái đầm này 45 kg mấy chị, 45 kg. Đây cái đầm sơ mi 45 kg, thanh sale 35.000 mấy chị. Đầm sơ mi nha, đầm sơ mi 35k. Chị nào lấy chốt thằng Thanh là đầm sơ mi 35k mấy chị. Lấy cho chị nón bé đó, chu chị đội. Dạ ok, cái nón này em không biết của ai nữa. Bán rồi mà không biết của ai nữa. Nón này em bán chị 10k đi. Cái này chữ ngoại. Rồi Đặng Ngọc nhiều nè, đầm 35. Có lẽ rẻ hơn, hàng Việt Nam nó rẻ hơn. Lấy thêm 10 nón đen nữa. Dạ. Mười nón chị, đây. Đây nón, nón đen em còn nữa nè chị. Đó, nón đen còn này nha. Rồi cái quần này 25.000. 25.000 cái quần sọt nha. Đó, quần này 25.000 nha mấy chị, 45 kg. Quần này 45-50 kg vừa nha. Thanh sale cái quần sọt này 25.000. Đây cái đầm maxi nè mấy chị, đầm nè. Quần 25 ok lê kim. Đây cái đầm này 35.000 mấy chị, 60 kg đổ lại nha. Từ 45 tới 60 kg nha, với 10 nón màu đen. Với 10 nón đen nữa ok chị nè. Này. Nói chú chạy qua bắt hai lấy chở nón về nữa. Đây cái đầm này 35.000 mấy chị, đầm 35.000 nha, đầm 35.000. Cái đầm von này là 35.000. Đợi con tới Shopee hết trơn mẹ. Rồi cái quần này 35.000 của mấy chị, quần thể thao nè. Quần thể thao nha, màu đen nè, 55 kg mấy chị. Cái quần này 55-57 kg, thanh sale cho mấy chị 35.000. Quần thể thao 35k. Chị nào lấy chốt thanh là quần thể thao 35k. Đây nón còn nè, là thanh. Chị nón này nón xài hai mặt luôn nè. Nón xài hai mặt này nó mắc hơn. Đây nào nãy gì thấy một cái qua của chị qua ấy cho bả 10 cái luôn đi. Nón này là nón xài hai mặt nè mấy chị, xài được hai bề luôn, nó mắc hơn nhưng mà thôi em tính giá đó cho chị luôn. Rồi cái nón này 15.000 nha mấy chị. 15.000 cái nón này là xài được hai mặt nha, hai bề luôn. Xài được hai bề nha. Rồi màu hồng nữa nè.
Rồi ok, chị Cẩm Hằng là nón 15 nè. Rồi nón 15 nè, ok Ngọc Hương Huỳnh nè. Cái nón 15 ngàn này nó xài được hai bề nha. Bình An đã gửi lần nào chưa ta? Bình An. Nón hồng 15 ok Thị Võ nè. Bình An hai nón này lên xuống gọi Bình An ơi. Đầm 35 đó 60kg vừa nha. Bình An lên xuống thoại Dùm Thanh luôn. Rồi hồng 15 nè, Khai Chinh nè. Bình Trần nón hồng nè, lên giá tiền đi mấy chị ơi, để Thanh khỏi cái ghi mấy chị. Hả? Phương Danh là đi đơn rồi à, tại vì cái gửi hai set mà không có cái áo. Hai áo gì để đây nè. Rồi Lê Kim hai nón hồng nè. Rồi ok Quỳnh Tiền nè. Lấy đầm 35 nè. Trời ơi trời, mấy chị ơi lên giá tiền giùm Thanh đi mấy chị nha. Bộ tôn 49k còn không? Còn nha Vi ơi. Đặng Ngọc Nhiều nè, nón hồng nè, 15 nè. Chúc Mai nón hồng 15 nè. Còn ai chưa có ta? Bình Trần có chưa? À, nón hồng này không biết còn, nón hồng này như bển hết rồi đó ta. Cho hai nón màu trắng đen hả em? Dạ hai nón màu trắng đen hết rồi. Dì bỏ của Bình An ra đi con. Bỏ Bình An ra đi. Ừ. Rồi vậy là Thanh lấy bốn cái này cho chị Cẩm Hằng luôn nè. Mai chốt đơn phê luôn. Đây rồi, nón đen mấy chị 15 ngàn mấy chị. Nón đen 15 ngàn. Nón đen 15 ngàn, nón này là em lấy cho chị Huệ rồi nè. Đó, nón đen mấy chị, nón đen 15. Chị nào lấy chốt âm thanh luôn, nón đen 15 mấy chị, nón đen 15. Nón đen 15k rồi, chị nào lấy chốt Thanh luôn. Thanh còn nhiêu đây là hết nha mấy chị. Nhiêu đây là hết nha. 15 ngàn mấy chị. Lên giùm Thanh luôn, nón đen 15k mấy chị. Nón đen 15k. Em xem túi hồng ruốc. Đây túi hồng ruốc đây, 69 ngàn. Khai Chinh ơi. Cái này là hàng này, hàng Quảng Châu nè. Đó, cái này là một cái mấy trăm ngàn. Thanh sale 150. Thanh hạ giá sale 150. Bây giờ Thanh sale có 69 ngàn thôi. 69 ngàn nha, 69 ngàn. Cái túi này 69 ngàn nè. Có nón nỉ nam xịn không? Lấy em hai bộ không lấy màu đỏ nha. Ok. Rồi ok em. Có màu đỏ không em hả? Màu đỏ em có, nón em có đó chị. Mà em nằm ở kho em chưa có chở về kịp nữa nè. Em chưa có soạn ra kịp nữa nè. Đâu rồi? Đây. Bộ này của Nguyễn Vi đó con. Rồi ruốc nè, ok 69k nè, Khai Chinh nè. Nè con lấy bọc bỏ vô giùm gì.
Nón đen Thiên Ngọc Thanh Huỳnh nè, 15k nè. Mấy chị mua cố gắng mua đủ đơn thành Thanh nha, mua có một cái nón nè. Là Thanh không có gửi được nha mấy chị. Nón đen nè, Thùy Võ nè. Nón đen em bán 15.000 chị, em không có bán 10.000 được. Rồi nón đen mấy chị, nón đen chỗ có một cái đi to nè. Một nón đen Liên Bùi Thị có chưa? Rồi Liên Bùi Thị có chưa? Liên Bùi Thị một nón đen lên số điện thoại giùm Thanh luôn. Liên Bùi Thị ơi, Liên Bùi Thị này hình như khách quen nè mà chưa có nhập số vô. Lên số điện thoại giùm Thanh luôn. Nga Vinh đồ bộ còn nha. Rồi nón đen chị nào lấy chú giùm Thanh luôn nón đen nha. Rồi tới nón kết nè, đi o nè, thì vỏ luôn nè con. Có gì mai gửi đồ cho em, ok em. Rồi cái nón màu vàng 15k mấy chị, nón kết vàng 15k mấy chị ơi. Vàng 15k. Rồi cảm ơn Liên Bùi Thị. Lấy chị đi o nha, đi o em hết rồi, đi o có một cái một. Đi o có một cái một rồi chị. Đây nón vàng 15k mấy chị. Vàng 15k, vàng 15k, chị nào lấy chút mình Thanh luôn ha. Nón vàng 15k, bữa nay Thanh sơ cờ mấy chị. Rồi màu đô, màu đỏ đô 15k. Em xem đồ bộ đợi xíu đi. Đó, đen nè, đen cờ Mỹ nè. Đen cờ Mỹ 15k. Nón bé sau lưng, nón bé sau lưng đây 29.000. Nón bé 29.000. Rồi cái nón này 29.000 luôn nè mấy chị. Nón này nón xịn nha. Nón đẹp lắm chị. Đây cái này là nón xịn nè, 29.000 mấy chị. Cái này là 65.000 mấy chị. 65.000 Thanh sale cho mấy chị 29.000. Cái này đang còn hai cái. Hai cái màu xám. Đen 15 ok Trang Đặng nè. Rồi cái này là màu đỏ nè. Đó, màu đỏ nha, đỏ 29 nè. Đỏ 29 nè. Rồi ok 29 thì vỏ nè. Rồi 29 là Cẩm Tú Nguyễn nè. Rồi nón bé 29 nè. Nón bé 29 của Thanh Huỳnh nè. Nón 29 Thanh còn màu khác nha. Lấy 10 nón lưỡi chai luôn đi. Dạ ok chị. Cái gì à? Cái nón 29 đó Thanh nè, dẹp cái bọc dùm gì đi con. Nón 29 Thanh còn màu khác được không? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chị Huệ Mỹ nè. Nón bé còn mấy cái. Ba lô đi chị hả? Xám Trần Vĩ ơi, Thanh hết xám rồi, Thanh còn cái, Thanh còn cái màu xám đen được không? Đây còn xám đen nè, xám đen Thanh còn à. Ừ xám đen Thanh còn có một cái thôi. Nón bé còn mấy cái hả? Còn 5 cái. Đây là 29.000, Thanh còn cái màu xám này nè. Xám đen nha Trần Vĩ ơi. Xám đen 29 nha. Rồi cái này là màu đô nha mấy chị. Màu đô nha 29.000, cái này là một cái 65.000 đó mấy chị.
Sám đen. Sám đen. Bây giờ Thanh còn màu đen luôn rồi, hết sám đen rồi. Đây Thanh còn màu đen nè. Rồi màu đô nè, chị Thiên Ngọc Thanh Huỳnh nè. 29k mấy chị lên giá tiền nha, để Thanh biết đường tính tiền nha mấy chị. Lên giá tiền giùm Thanh luôn ha. Rồi chị lấy cái đô và lấy cái đen nữa hả? Chị lấy cái đô và lấy cái đen nữa phải không chị? Phải không chị? Chị Thanh Huỳnh ơi, là chị hai cái, một cái đô một cái đen. Nón này Thanh bán 29.000 là bán rẻ đó mấy chị. Mấy chị đi hỏi giá cái này là biết liền rồi mấy chị. Chị tổng xem. Ok, là gì? Đây rồi, cái đen nè, đen 29 nè. Cho em coi nón đen phía sau. Nón đen phía sau là nào? Này hả? Đây, Nguyễn Quyên. Nón đen này 15.000. Rồi một cái đen nè mấy chị, đen Adidas 29.000. Rồi cái này là cái màu nâu mấy chị, nâu 29.000. Rồi cái màu xanh nè, màu xanh 29.000. Rồi cái màu kem nè, màu kem 29.000. Đó, chị nào lấy chốt ông Thanh luôn. Ảnh con khui bao đó, con chất hàng vô đây nè, lát nữa làm gì. Món đen 15 nè, Quyên nè. Nâu 29 nè, ok Tú nè. Rồi cái này 15.000 mấy chị. Cái đen nè 15.000 nè. Kết đen nha. Cái này nón kết đen nè, chà leo. À cái nón kết đen chà leo này 15.000. Nón kết đen chà leo 15k nha mấy chị. Cái đó không hả? Cái đó không hả? Nga Vinh ơi, đen 15 là đen kết hay là đen đen nón kết hay đen nón bo? Đen nón kết hay là đen nón bo, nói rõ để Thanh biết đường Thanh lấy. Nguyễn Trang, đen nón kết hay đen nón bo luôn. Hello Linh Bùi. Vậy sao hôm bữa em có đơn áo mà không thấy ai chốt? Tường Vi ơi, đơn của em có mấy chục ngàn à, sao đi đơn được? Một đen một đỏ 29k. Một nón, một đen một đỏ 29k, một nón cái gì bé 29k, một nén nón đen bo 15k. Ừ chắc đúng rồi đó. Rồi Nga Vinh nè, đen kết nè, đen kết 15k nè. Rồi ok, đen kết nè, Trang 15k nè. Hai nón đen vàng, đen vành 15k. Rồi hai nón đen vành 15k nè, chị Bình An nè. Rồi bây giờ Thanh qua đồ nha mấy chị, nón hết rồi nha, nón hết rồi, bây giờ Thanh qua đồ. Đây cái nón này nón hai bề mấy chị, nón hai bề nha mấy chị, có thể đội được hai bề, một bên màu trắng bên màu đen. Đây mấy chị, đó nón hai bề, một cái đen 15, ok Nguyễn Quyên. Đội được hai bề nha mấy chị, một cái màu đen một cái màu trắng nha mấy chị nha. Đội được bên màu đen bên màu trắng. Đây đội được hai bề nha mấy chị. Nón hai bề nha mấy chị ơi. Cái này là nón hai bề nha, 15.000. Nón bo 15k. Anh có màu trắng màu đen luôn nè, hai bề, nón hai bề mấy chị lên giùm Thanh là nón hai bề mấy chị. Nón hai mặt đi. Nón hai mặt 15k một cái luôn. Hai nón đen trắng. Rồi ok chị, hai nón đen trắng chị Bình An luôn nè.
Tường Vi một nón hai bề. Tường Vi à, em mua em cố gắng à, em mua đủ đơn giùm chị nha. Mua không đủ đơn chị không có lưu đơn đâu em ơi. Nó không lên giá tiền, nó lên giá tiền giùm Thanh đi mấy chị. Lên cái giá tiền giùm Thanh đi. Rồi nón hai mặt Thanh hết rồi mấy chị. Rồi Nguyễn Quyên nè. Chị có bán ghim bấm không? Có cưng. Ghim bấm một hộp là nhiêu quên mẹ à Cảnh. Rồi nón hai mặt 15k nè, chị Thanh Huỳnh nữa nè. Hả? Bây giờ con khui hết hai bao rồi hả? Giờ con lấy bọc con vô bọc đi. Vô bọc trắng đi. Em mặc 15, mặc 15 hết mẹ rồi. Mặc 15 hết trơn rồi. Đây cái áo khoác nữ nè. Áo khoác nữ mấy chị ơi, áo khoác jean nữ nha. 79.000. 79.000 cái áo khoác jean mấy chị. Áo khoác jean 79k, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn ha, khoác jean 79k. Cái này là áo khoác này mấy chị không có cần phải gài nút nha. Không có cần phải gài nút nha mấy chị nha, mình áo khoác jean là mình mặc là như vậy nè. Đó, Thanh sale cho mấy chị 79.000 mấy chị. Chị nào lấy chốt giùm Thanh là khoác jean 79k. Rồi khoác jean 79k 60kg đổ lại nha mấy chị. 60kg 65kg gì cũng được hết trơn á. Khoác jean này nói chung khoác jean mặc là ít ai gài nút lắm. Khoác jean nào khoác kiểu thôi. Jean bấm để chị coi giá là chị không nhớ nữa. Chị không nhớ jean bấm bao nhiêu tiền nữa. Giá này bữa hổm mà Thanh bán mà ai chốt mà nhanh quá anh chứ. Quên mất tiêu rồi. Đây cái áo khoác jean này bữa hổm ai chốt mình nên quên mất tiêu rồi. Rồi Lê Kim khoác jean 79k. Đây cái áo khoác jean này Thanh sale cho mấy chị luôn. Áo khoác jean này có nón nha. Đó, sale cho mấy chị luôn nè. Áo khoác jean này sale cho mấy chị 100.000 thôi. 100.000 thôi nha. Em nhắn địa chỉ cho chị bên Trang. Rồi à, có gì mai chị khỏi gọi chốt đơn cho em. Tại em làm công ty chị thông cảm. Tường Vi ý chị nói là em không có đủ đơn. Không có đủ đơn á. Rồi cái áo khoác riêng nè Thanh sale 100.000 mấy chị. 60kg nha, 60kg nè. Sale 100.000 cái khoác riêng có nón nha mấy chị. À, khoác riêng có nón. Sale cho mấy chị 100.000 cái tay này. Nó co giãn rất là thoải mái luôn. À, bữa hổm chị nào lấy mà Thanh quên mất tiêu rồi. Rồi khoác riêng nón 100k nha mấy chị. Rồi khoác riêng nón 100k, chị nào lấy chốt cùng Thanh luôn. Có đồ đá banh nam, có nha bé bé ơi. Trời mưa to không nghe hả? Bữa nay chị Thanh cũng nói lớn dữ lắm luôn. Rồi cái bộ này Thanh sale cho mấy chị 35.000. 35.000 bộ này 50kg nha mấy chị. 50kg đổ lại. Đây cái quần ở dưới cái lai nó có in chân nè. Đây 50kg bộ này Thanh sale cho mấy chị 35.000. Hai nón kết đen 15. Rồi ok. Cái này nón kết đen Thanh có màu vàng nữa nha Cẩm Cẩm ơi. Túi đựng điện thoại chị Thanh còn một cái, chị Thanh sale 120 nha, túi đựng điện thoại. Hồng đó hình như là có người lấy rồi đó, hồ sơ ơi mà tại chưa có xuống á. Khách sĩ lấy rồi mà tại Thanh chưa có thời gian Thanh lấy xuống cho khách á, khách chốt rồi rồi. Rồi cái này là cái đầm này Thanh sale cho mấy chị 35.000. Cái đầm này là đầm Babydoll nha mấy chị. Đầm này Thanh sale cho mấy chị luôn, đầm này 55kg nha. 55kg sale cho mấy chị 35.000, chị nào lấy chốt Thanh là đầm 35k.
Lên nhìn Thanh là đầm 35k mấy chị. Rồi cái quần này là quần thể thao. Quần thể thao. Đây quần thể thao này Thanh sale cho mấy chị luôn. Đẹp quá trời mấy chị, 60kg đổ lại nha. Từ 45kg tới 60kg quần thể thao Thanh sale mấy chị 35.000 luôn. Cái quần dày đẹp lắm nha mấy chị. Đó, quần dày đẹp nha mấy chị ơi. Quần thể thao Thanh sale cho mấy chị 35.000. 35.000 chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Mấy chị mua 2 cái trở lên Thanh bán cho mấy chị 30.000 nha. Mấy chị lấy 2 cái thì 60.000. Còn mấy chị mua 1 cái là 35.000. 2 cái quần 60.000, 2 cái quần 60.000. Mua 1 cái thì 35.000, mua 2 cái thì 60.000 2 cái nha. Rồi chị nào lấy chốt giùm Thanh là quần luôn. Thể thao ok quần tiền. Một cái là 35.000, mua hai cái là 60.000. Nguyễn Loan ơi, quần thể thao đó 70kg mà cao không? Cao bao nhiêu? Cao bao nhiêu mới được? Đây cái quần này Thanh sale cho mấy chị luôn. Một cặp vậy 20.000 mấy chị. Đó, một cái là bán 35.000. Cái quần này là Thanh nhập giá, nhập về là 25.000 một cái rồi đó mấy chị. Bây giờ Thanh bán cho mấy chị một cặp. Một cặp hai cái 20.000 luôn. Đó, Thanh bán là Thanh chơi lớn vậy đó mấy chị. Rồi chị nào lấy chốt cho Thanh luôn. Bộ 15k còn nghe Thảo Thu ơi. Cao 1m59 hả? Mà 70kg hả? Chắc không vừa đâu. Nữ hả? Chắc vừa. Bụng to không? Bụng to không? Rồi cái này một cặp. Một cặp 20.000. Quần cặp 20.000 mấy chị. Lên giùm Thanh là cặp quần 20.000 nha mấy chị. Bộ 15k còn cưng lấy mấy bộ. Lấy mấy bộ cưng. Rồi cái đầm này đang sale nè. Hai nón đen 15k. Hồ Cẩm Cẩm hồi nãy hai nón kết rồi. Giờ bây giờ lấy hai cái nón đen nữa phải không? Lấy thêm hai cái nón bo đen ha. Cặp 2, cặp 20.000 à. Cặp 25 là lỗ đó. Rồi cặp 20.000 nè. Rồi cặp 20.000 nè, Lê Kim nè. Rồi quần thể thao hả? À, quần thể thao lấy quần 35.000 phải không cưng? Phải không Trần Vĩ ơi? Rồi Nga Vinh nè, cặp 20.000 40kg nè. Dạ em mua cho nam hả? Cái đó nhỏ lắm. Lấy chị 10 cái quần đùi xanh. Dạ ok chị. Đó, cái này Thanh sale quá rẻ luôn nè. Một cái Thanh nón bé 25k. Không cưng đừng có trả giá nha. Đừng có trả giá chị Thanh đã bán lỗ rồi. Cái nón đó cưng đi mua người ta 65-70 nghìn một cái nha. Không có giá đó đâu. Hết rồi cưng ơi, hết rồi. Chị để dành chị bán lẻ rồi. Rồi cặp 20.000 nè. Rồi thỏ và sóc nè, cặp 20.000 nè. Đùi bao nhiêu ký? Đùi này tới 50kg đổ lại á. Quần 35 ok Trần Vĩ nè. Lấy em hai kết đen, bé Tăng hai kết đen nè. Kết đen cái 15.000. Nga Vinh Thanh chốt cho Nga Vinh rồi nha. Thanh chốt cho Nga Vinh rồi.
vô đi, ba cho ăn cái gì kìa. Vô ba cho ăn cái gì kìa Xu. Ba sao con? Bà có cái bánh gì? Bà lấy vô trong cốc xe kìa. Bánh đó kìa, bà lấy trong cốc xe ra kìa. Em hai cặp là 4 cái rồi, ok Nga Vinh. Rồi 4 cái. Có lên dép không, chút xíu thôi cưng. Nón bảo hiểm giá sao? Nón bảo hiểm 49.000. Nón bảo hiểm 49.000. Rồi cái quần này Thanh còn ít thôi nha mấy chị, Thanh còn ít thôi, chị nào lấy chốt cùng Thanh luôn ha. Đây cái đầm này. Thu Huyền ơi, cái đó quần đó màu xanh nha, quần thể thao màu đen 35k. Ừ chị lấy cho cưng màu đen 35k á. Chị lấy quần màu đen 35k. Để ông nghe rồi. Ờ ông nghe rồi, đi vô nhanh lên. Đi vô nhanh lên. Đi vô. Ừ để em nuôi ông. Ông già đó. Đi vô đi con. Đang like xuống like đâu. Đây nó mua hiện 49.000, cái này khách đặt rồi nhưng mà còn mấy chị nào mua Thanh bán luôn. Đập đùi xanh 20k rồi, ok chị Bình An nè. Rồi cái này, cái áo này Thanh sale cho mấy chị luôn 20.000. Cái đầm này 20.000 nha. Đó, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn, đầm đầm hồng. Như màu xanh hả, để chị coi lại coi. Ừ đúng rồi, chị lấy lộn rồi. Cái đầm hồng này là 20.000 nha, đầm hồng 20. Để chị đổi cho, chị lấy lộn rồi. Đây, đây đúng nè, chị lấy lộn. Mấy ký vừa vậy hả? Cái đầm xanh đó là 45 ký. Đầm xanh đó là 45 ký vừa nha. Đưa cái quần đó dùm gì đó. Nón bảo hiểm xanh hết rồi. Nón heo bếp ba là 29.000. Rồi cái đôi này Thanh tặng nè, hồi bữa Thanh tặng cho chị nào đó. Đây tặng nè mấy chị, cái đôi giày này nó bị lỗi nha, Thanh tặng cho mấy chị nè. Đôi này là size 41 nha, size 41-42 gì nè. Tặng đôi sandal này tặng cho mấy chị nè. Đây nón Thanh còn có mấy cái, Thanh sale cho mấy chị luôn 29.000. Anh ơi cho mình, cho mình cái gì bấm, dạ, chị bữa với thiếu em đó thiếu 3 bộ. Ừ chị biết rồi, chị nhớ rồi. À, cái gì à, Thanh ơi cho mình xin số điện thoại mình nạp cạc trả tiền ship tại Thanh đường giận nha. Trời đâu có gì đâu, đâu có gì đâu, Thanh đâu có giận đâu, không có giận đâu, yên tâm đi. Trời mối mang lâu dài đâu có gì đâu, đôi khi mình có gặp sự cố gì không có vấn đề gì đâu. Tô Thị ơi Thanh không có giận đâu, không đổi để bụng đâu. Đó, mua ủng hộ Thanh là Thanh mừng rồi. Rồi tặng cho Kim Thoa nè. Trời ơi con Thanh thiệt, nó ra nó phá dễ sợ, nó ra nó tắt cái máy in. Rồi tặng cho Kim Thoa rồi. Đây cái nón này. Đây nón này là 29.000 nè. Nón bé 29.000. Rồi cái này là cái đầm nè mấy chị, cái đầm maxi. Đây cái đầm maxi nè. Ôi đẹp quá mấy chị ơi, cái đầm maxi. Đó, đầm maxi chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn.
nón bé trai hay gái, cái này là trai gái đội được nha, nón bé 29k nha. Rồi ok Tường Vi nè. Tường Vi em mua đủ đơn nha, chứ em chưa có đủ đơn, chị Thanh cũng không có gửi đâu, cố gắng mua tranh thủ đủ đơn nhìn Thanh nha. Nón bảo hiểm hết rồi, còn có một cái à. Nón bảo hiểm Thanh hết rồi, Thanh còn có một cái à. Đây cái đầm này 45.000. Đầm maxi nha mấy chị, cái đầm này là 60kg đổ lại luôn á, 45.000 nha, cái này nó xịn hơn cái nãy nha mấy chị. Rồi đầm maxi pha lê trần nè, 45.000. Cái đầm này là 230 nè. Cái đầm maxi này là 230 đấy. Giờ bán 45.000 luôn. Đầm maxi hết rồi chị Bình An ơi. Hồ sợ lấy em nón bảo hiểm đó đi chị. Em với lại em mua, em tranh thủ mua đủ đơn giùm chị nha. Hồ sở ơi, nón bảo hiểm này là có khách lấy rồi, nhưng mà tại Thanh bán là tại lấy mà dặn mà biết có lấy hay không, cho nên là Thanh bán đi, người nào tới trước thì bán cho người đó đi. Chừa cái gì, có khách nó bắt chừa xong rồi cái không lấy, thậm chí khách sĩ báo chừa rồi cái xả, trong khi đó mình không có bán. Bioma đùi chị có nha Tường Vi ơi. Rồi cái này là cái đầm mà có quần kèm quần nha mấy chị. Cái đầm này kèm quần nè, Thanh sale cho mấy chị luôn, 29.000 mấy chị. Cái này 45kg đổ lại nha, 40-45kg đổ lại, Thanh sale cho mấy chị 29.000. Cái này là cái đầm von, đầm von kèm quần mấy chị. Đầm von kèm quần luôn, có quần cho mình luôn. Ở đây nó kèm cho mình cái quần luôn nè, 29.000. Chị nào lấy chốt cùng Thanh luôn. Đầm kèm quần 29k. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Bộ pyjama đùi chị có nha, chị sale bộ 18.000 á. Rồi cái này quần xà lỏng nam, Thanh sale cho mấy chị 4 cái 100. 4 cái quần xà lỏng nam nè. Chị có nón màu xanh giống vậy không em? Dạ để em coi, còn em lấy cho chị. Nghỉ chơi chị luôn. Nãy kêu lấy em cái nón, nón 49.000 đó, em lấy không chị, chừa cho em. Có bán đồ chơi không? Có nha Nguyễn Trúc ơi, muốn đồ chơi lát lên đồ chơi cho. Dạ chị Thu Vân ơi, ngày mai em mới chốt đơn tiếp tục nha chị, hôm nay em chốt không kịp chị. Hôm nay em chốt không kịp, lính em nó nghỉ nữa cho nên là đơn nhiều quá em làm không kịp. Mấy chị nán đợi giùm Thanh nha. Ngày mai Thanh sẽ giải quyết hết đơn cho mấy chị luôn. Cái này là 70kg đổ lại nha. Hôm qua chị được mấy cái nón bảo hiểm. Bây giờ chị Huệ Mỹ, chị muốn lấy bao nhiêu cái nè? Chị muốn lấy bao nhiêu cái? Em còn trong kho, nhưng mà cái nón bảo hiểm này đó mấy chị biết sao không? Để hoài bán hoài được, không có hư. Với lại vô mùa rồi, chuẩn bị Tết rồi. Có nha Tô Thị, quần chip nam có nha. Chuẩn bị vô vụ rồi, gần Tết rồi, cho nên là Thanh bán được, cho nên là thanh không có, Thanh không có muốn sale là vậy. Rồi Tường Vi nè, 4 quần nam 100 nè. Rồi Hồ Sở 4 quần nam 100, lên xuống gọi Hồ Chở. Hồ Sở ơi, lên xuống gọi giùm Thanh luôn Hồ Sở ơi. Ok em, đầm mess còn không? Dạ đầm em hết chị. Bây giờ chị nào nhanh thì còn, chậm là hết nha. Rồi 4 cái quần nam 100. Từ từ đi con ơi, từ từ đi. Đẩy vô nhà sau có gì đỡ đi cũng được. Thôi chị đẩy vô kho đi. Đợi Thanh cái nha. Mỹ Hạnh là 4 nè. Cảnh ơi,
đợi anh tí xíu mới chạy làm kịp thôi. Rồi hạnh sơn Mỹ nè, thị Mỹ nè. Rồi mấy chị ơi, bốn quần nam 100, mấy chị nào chưa cho số điện thoại, cho số điện thoại giùm Thanh đi mấy chị. À, chưa cho số điện thoại thì cho số điện thoại giùm Thanh nha. Quần chip nam đợi Thanh cái cảnh nó vô kho cái rồi nó lấy ha. Có xếp bộ không? Có, nhưng mà Thanh lên mấy chị đợi Thanh đi, Thanh làm không kịp mấy chị ơi. Mấy chị đừng có hối, làm không có kịp. À, xịp nam quần xịp nam bao nhiêu ký Tô Thị ơi? Đây cái áo khoác riêng nè mấy chị, áo khoác riêng nè Thanh sale cho mấy chị luôn nè, 99 ngàn. Áo học sinh lớp 5 không chị, áo gì Quỳnh Tiền. Rồi cái này Thanh sale cho mấy chị cái áo khoác riêng nè, có nón nha mấy chị, Thanh sale cho mấy chị 99 ngàn. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Lấy em bốn quần nam, chị lấy rồi nha Tường Vi ơi, chị lấy rồi. Nón vàng đỏ 15k còn không? Nón vàng đỏ hết rồi Thúy ơi. 65 ký hả? Rồi đợi đi, đợi cảnh nó ra cái nó lấy cho. Thôi để Thanh chạy Thanh lấy luôn rồi. Ơi cảnh nó ra nó lấy đi nó, Thanh nó để đồ đầy hết trơn Thanh lấy không được rồi, đợi cảnh nó ra nó lấy nha, đợi cảnh nó ra nó lấy cho. À, áo cánh hả, hết rồi. Áo lá áo lót nữa hả? Áo lá áo lót là hết rồi. Đây cái quần này sale 29 ngàn mấy chị, 29 ngàn. Cái quần này là 57 ký mấy chị, 60 ký vừa luôn nè. Quần này 60 ký đổ lại vừa luôn mấy chị, nhưng mà 60 ký là hơi ôm xíu nha. Vải bao đẹp cho mấy chị luôn. Đây vải bao đẹp luôn rồi mấy chị, 29 ngàn. Chị nào lấy chốt âm Thanh là quần caro 29k. Quần này mặc đẹp lắm mấy chị, đẹp lắm nha. Mặc với áo thun áo kiểu rồi đẹp lắm. Lên giùm Thanh luôn 29 ngàn mấy chị. Quần caro 29k, từ 45-40kg tới 60kg luôn mấy chị, nó có độ giãn nha. Quần 29 ok, chút đào nè. Rồi Hồ Sở, Thanh thấy số điện thoại của Hồ Sở rồi nha. Rồi quần caro 29, chị nào lấy chốt cùng Thanh luôn. Quần 29 ok, Tô Thị nè. Dép bánh mì còn nha, cục vàng. Dép bánh mì lát nữa Thanh lên. Nãy chị kêu pyjama 18 lấy em hai bộ hai màu rồi ok em. Pyjama 18 hai bộ hai màu ok em. Đây pyjama hai bộ hai màu. Lấy quần xì 65 ký làm gì đó. Rồi quần 29k nè, ok Hải Nguyễn Thị nè. Rồi quần 29k chị nào lấy nữa chốt giùm Thanh luôn. Đây cái đầm này Thanh sale cho mấy chị nè. Quần chín tấc có Trần Vĩ ơi, quần chín tấc nha. Đây cái đầm này 35 ngàn mấy chị, đầm von suông nha.
đầm này 50kg đổ lại nè mấy chị. Ê, lát nữa con thấy tiền á đưa gì nha, gì bước qua rớt lả chả mà không biết còn không nữa. Lại bán nhét nhét nè, rồi đứng lên nè. Chị thấy bài đó lả chả luôn. Bộ 18 hai bộ ok. Ngọc à, Đặng Ngọc nhiều nè. Bộ 18 là khoảng 45kg đổ lại thôi nha, 45kg đổ lại thôi. À, lên lấy quần đùi cho gì nữa đi. Trên 100.000 nha. Nói chung là 100.000 trở lên thì mới đi đơn. Mấy chị biết sao, bây giờ 50.000 Thanh cũng đi đơn nữa mấy chị. Một món đồ Thanh cũng đi đơn. Cái đi đơn là không có vấn đề hết trơn, nhưng quan trọng là cái tiền ship mấy chị chịu không. Quần jean nam không, quần jean nam có nha, size bao nhiêu. Đây nè Tô Thị ơi, quần xịp nam Thanh sale có 150 một chục nè. Lấy quần quần đùi này xuống làm gì đi. Đây 150 một chục nè. Đó, quần này đẹp xịn nha. Quần này là ở ngoài chợ nó bán 25-35 ngàn một cái. Một chục 150, xịp nam chục 150. Đây cái đầm này. Ừ Thanh lấy hai màu, hai bộ hai màu. Cái đầm này 50-55kg vừa nha, Thanh sale mấy chị 35 ngàn. Đầm von 35k. Chị nào lấy chốt hình Thanh là đầm 35k. Rồi ok, quần 150 Tô Thị nè. Rồi pha lê trần nè, quần quần caro 29.000 nè. À, quần jean dài 60kg ha, 60kg là size 30 á. Lấy em một chục 150. Ok, lấy chục quần xì nữa cho con. Cho em 10 xì nam. 10 xì nam mà Cương lấy size bao nhiêu? Xì nam lấy bao nhiêu, lấy bao nhiêu ký Hương Nguyên nè. Lấy hết cái xì nam đó ra làm gì, bữa hổm còn nguyên chồng luôn á. Ok Tô Thị. Không có bán lẻ 5 cái nha, Thanh bán nguyên chục mấy cục vàng ơi. Không biết có bán lỗ không trời, sáng giờ quên điện hỏi bà ngoại. Để điện hỏi chứ. Má để bán lỗ, lỗ chết luôn. Năm mươi hai ký con lấy size nhỏ Cảnh ơi. Ở đây 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 52kg có rồi. Trời giờ này má mì tắt máy nè. Dạ em bán chục cái, em không bán lẻ chị. Mẹ cái quần xì nam bữa hổm con lấy loại là có cái loại mắt là khác nha, còn là rẻ là nhiêu quên rồi. Rồi biết rồi. À, quần 29 pha lê trần nè. Chị còn địa chỉ Đặng Ngọc nhiều. À, để ngày mai có gì Thanh gọi nha. À, Nguyễn Nguyên lấy size bao nhiêu ký? À, 70kg rồi, 70kg rồi, 70kg chị biết rồi. Cái này là size đâu rồi, gì lấy cho. Đâu rồi? À, xì nam 150 nè, Hương Nguyên nè. Lấy 10 cái mà loại khác nhau không bán luôn hả? Chị lấy 10 cái mà loại không khác nhau. Là sao chị? Chị có bán quần thể thao học sinh không? Có nha Hồ Sở ơi, có nha. Cái gì Thảo Thu, Thu Thảo, ừ cái gì đâu mất mẹ rồi trời ơi. Cho em xem quần riêng size 28. Quần riêng nữ hay là quần riêng nam? Năm quần lót nhiêu tiền, bán gì bán một chục, không có bán lẻ nha, bán cục vàng. Không có bán lẻ nha, rồi mấy cục vàng lên lại. Lấy em quần 29k, chị lấy cho pha lê trần rồi. Cho em coi quần jean nam 10 cái 2x 150, ok nè, đúng rồi. Trời ơi, 10 cái anh bán có 150 à.
mấy cục vàng mua đi nó rẻ dữ lắm luôn. À, mua 10 cái của Thanh bằng mua của người ta có 2-3 cái. 5 cái mua của người ta được 5 cái, mua Thanh mua được 10 cái. Chị gì mất mẹ quên mẹ, lấy em coi với rồi đợi Thanh mấy chị ơi. Đợi Thanh làm không có kịp. Chị gắm ơi. 5 cái 55, 5 cái 60 kg hả? Như vậy nó lẻ chị, em bán rồi, em bán áo sỉ rồi mà. Vậy thôi em lấy cho chị 55, 60 kg cũng xe xích nhau xíu. Quần lót bao nhiêu? Quần lót là quần lót chị sỉ cho cưng là 135. Chị sỉ cho cưng là 135 á Lon ơi. Lấy đại đi chị. Chị cho lấy cái này chục cái về cha con mặc. Sao mạng hôm nay chán hả? Ừ. Cố gắng đi, mạng bây giờ lắc dữ lắm. Quần xì là một chục là 135. Ủa cái này hết hả Tảnh? Quần đùi này nè. Xẹp 60 kg, ok Trần Vĩ nè. Thôi lấy cho tôi đi. Ok chị yêu nè. À, lấy đi chị một chục, trời ơi nó đẹp chết, về cha con mới chia nhau ra mà 55-60 kg cũng xê xích nhau xíu à, xê xích nhau xíu thôi. Rồi 60 kg nè Trần Vĩ nè, trời ơi Thanh bán 150 mấy chị, Thanh không tin mấy chị ra ngoài chợ mấy chị hỏi quần xì nó bán cái nhiêu mấy chị biết liền. À, quần xì nó bán cái nhiêu mấy chị mua lẻ mấy chị biết liền ha. Một cái nó bán 25-30 ngàn chứ đâu có ai bán 15 ngàn đâu mấy chị. Mấy chị mua chục chục lúc nào cũng rẻ, mà mua bên nhà Thanh là lúc nào cũng rẻ hết trơn. Rồi xì mà xì xịn chứ mấy xì thường nha mấy chị nha. Xì nó có nhiều loại lắm mấy chị ơi. Xì có nhiều loại lắm nha mấy chị. Nè dì thảy 4 cái ra, cái con bỏ thì bọc làm gì đi. Còn bộ thể thao trắng không hả? Có, còn nha cưng. Còn nha cục vàng ơi. Bộ thể thao trắng còn nha. Bộ thể thao trắng còn. Thế kêu em gái yêu. Ủa, kêu em gái yêu, kêu em người đẹp cũng được. Em gái đẹp đó chị. Trời ơi trời chị. Sáng em dắt con em đi mua xôi á chị. Bà bán xôi bà hỏi em là con em là, hỏi em là bà nội hay bà ngoại của nó. Quần đùi nam cái nhiêu? Quần đùi nam 4 cái 100, chị không bán lẻ nha. Chị bán 4 cái 100 à. Đó, 4 cái 100, quần đùi nam là 4 cái 100. Già rồi mấy chị, nhưng mà có cái là khi người ta nhìn, người ta phát hiện ra mình già cái mình thấy mình buồn. Đó, mình già mà dù mặc dù mình già nha, nhưng mà khi mà người ta phát hiện ra mình già là mình thấy mình buồn. Muốn trẻ ai cũng muốn trẻ hết trơn, không ai muốn già hết trơn mấy chị. Hỏi em là bà nội hay bà ngoại nó, trời buồn dễ sợ. Nói gì hay cô gì đi ha, bà nội hay bà ngoại là trời, bà nói là té xỉu luôn á trời. Trời trời, mình công nhận mau già dữ. Rồi quần này 29 ngàn mấy chị ơi, 29 ngàn. Còn chị nào chưa lấy quả chết rồi. Quần hồi nãy ai hỏi quần rồi bả ra chú về cái nó tươi như hoa vậy á Cảnh. Qua lấy quần jean nam gì ấy, quần jean nam hồi nãy ai hỏi quần jean size 28 quên mất tiêu rồi ta. Quần jean size 28 mà của nam hay của nữ á. Đây quần này 29 ngàn mấy chị, 29 ngàn. Chị nào lấy chỗ âm thanh là quần 29 ngàn. Rồi nón nè. Con giữ cháy nè. Nón này 15 ngàn mấy chị, 15 ngàn. Con giữ cháy nè. Để em cỡ ra. Để em cỡ ra. Em sinh năm 71 đó chị. Để em cỡ ra. Lên Vinh Nam đi rồi, ok. Đây rồi, quần này 29 ngàn nha, 29 ngàn. Hả? Dài với lửng luôn đi, lấy. Thôi để Thanh hỏi nè mấy chị. Chị nào? Con có phá vô ba cho cái gì kỳ á. Quần riêng nam là riêng dài hay riêng lửng mấy chị ơi? Hồi nãy ai hỏi thì nó dành ba kìa. Quan con này đứng đó đi. Ờ có luôn hả? Hồi nãy ai hỏi quần riêng size 28 là nữ hay nam quên mất tiêu rồi.
Quần jean nam 60kg nha, jean là 60kg size 3, size 30 các con ơi, jean nam size 30 còn không? Đây quần jean nam nè. Ở đây có luôn nè. Đây quần jean nam 60kg nè. 99.000 nha. Áo quần jean nam 60kg 99.000. Nè Nga Vinh ơi, 99.000 nha. Cho coi quần thể thao. Mờ quá hả? Vừa lửng vừa dài luôn hả? Vinh dài nè. Ở cái này là size 32 nè mấy chị. Size 32 ôm nha. Còn thể thao trắng Cưng lấy mấy bộ Nguyễn Thị Hoa ơi. Cưng lấy mấy bộ. Rồi bây giờ Vinh dài nè. Coi quần thể thao đi chị. Từ từ Thanh lên nha, Thanh sẽ lấy từ người nha. Thanh lấy người này xong rồi Thanh lấy tới người khác. Chứ bây giờ người này kêu Thanh lấy người này xong lấy người khác. Người này kêu tới người khác kêu Thanh làm không có kịp nha mấy chị. Là hồi Thanh rối. Chị dùng đơn của Nguyễn Vũ Phong chung với em luôn. Ok em Linh Bùi. Thanh còn khoác nam 65kg không? Khoác nam 65kg còn nha Tô Thị ơi. Còn nha cục vàng. Rồi bây giờ rin dài, rin lửng thì mấy chị lấy thì mấy chị chốt size giùm Thanh đi mấy chị nha. Rồi bây giờ Thanh sẽ ba con sinh năm 71 mà con được hai cháu rồi. Ủa thì bởi vậy cho nên cái bà đó bả hai bộ lấy làm gì bộ thể thao à, đẹp. Ủa hôm nay hết rồi. Vì chất vô kho vô ấy hết rồi. Đem dép bánh mì rồi đợi chị. Rồi hai bộ thể thao 29.000 nha. Bởi vậy cho nên là mình dắt con mình mà tao hỏi cháu nội hay cháu ngoại. Thôi kêu bằng chị đi. Màu trắng á, kêu bằng chị đi cưng, cháu trẻ. À 60 kg mặc size 30 hả? 60 kg là mặc size 30, lấy size 30 nói số ký đi anh lấy cho. Nha, tại vì quần nhiều khi cái form nhỏ, form bự, à form đó form form nhí rồi form form đại nữa. Nhiều khi nó không chính xác, nói đi nói số ký đi rồi Thanh lấy cho. 60 kg là Thanh lấy size mà size tay cho hai bộ cho Nguyễn Thị Hoa nè. Đó, kêu bằng chị đi, kêu bằng chị đi. Caro 29 ok chị Bình An. Sáu mươi kg cao 1m7 hả? 60kg mà cao 1m7 rồi lấy size 30 đi. Con là 1m7 hả Cảnh? Thôi lấy cái này đi cho nó vừa nè Nga Vinh ơi. Lấy cái này đi, lấy size này đi, 60kg. Nhìn Thanh trẻ mà. Dạ em tại em điệu nên. Bộ bao nhiêu? 29.000 đó Nga Vinh ơi. Trời nó xoay quá, sửa qua bằng cô luôn rồi. Chị đi, kêu chị đi cho nó trẻ. Đừng kêu chị bằng cô. Rinh dài hồi nãy ai hỏi rinh dài nè. Đừng kêu chị bằng cô. Chị buồn. Caro là ôi là trời mới mất. Hả? Cái đó hả? Đôi trắng đó là đôi đó 50.000. Không phải bộ đấy. Bộ thể thao. Cái gì? Bộ trắng luôn. Áo trắng quần trắng. Đây nè, áo trắng quần trắng luôn nè. Nè. Áo trắng quần trắng luôn nè, cục vàng. Đó, áo trắng quần trắng luôn nè. Xem lại quần caro. Thôi đừng có hỏi tuổi nữa. Đừng có hỏi tuổi nữa trời ơi. Tuổi tác nó không quan trọng đâu. Giờ kêu Thanh bằng chị cũng thôi, bằng em đi cũng được nữa. Đúng đúng cái này không Thị Hoa, Nguyễn Thị Hoa đúng cái này không? Đúng cái bộ trắng đó không cưng? Caro là từ 55-60kg đổ lại nha. 55-60kg đổ lại á. Mua được rồi, quần jean nam có 28 không? Vừa nay cho em đổi lại size 30. Bù tiền được không? À, anh Tiết Lê ơi, à, cái quần đó còn tem mạc không cưng? Bộ của nam hay nữ? Cái này là bộ này của nam, của nữ luôn nha Vinh. Bộ này là nam nữ đều mặc được nha. Nam nữ đều mặc được nha. Nam nữ mặc được đó, bộ đó là nam nữ. À, cái gì Nguyễn Thị Hoa ơi, đúng cái bộ này không? Bộ này nè. Rồi
Chị hứa gửi em hai áo khoác cho hai đứa con em mà chị lại quên rồi. Bữa hổm chị kêu Cảnh đó, hỏi cưng á, cái nó nói từ từ để cưng lên like cưng mua đó. Chị kêu Cảnh nó lấy cho cưng á, điện cho cưng á. Bữa chị kêu Cảnh trắng đó 29 ngàn, trắng này 29 ngàn. Áo khoác đen là hết rồi, áo khoác đen hết sạch luôn. Bộ là 29 ngàn nha. Bộ 29 ngàn. Em xem lại quần jean. Đây quần jean đây. Còn tem còn tem thì đổi được. Còn với lại quần đó là quần nào quên mất mẹ rồi trời. Lâu quá, lâu quá Thanh không nhớ đâu. Chụp hình cái quần gửi qua cho Thanh coi ấy ha. Chụp hình cái quần gửi cho Thanh coi cái. Đây quần nè. Đó Ánh Tuyết Lê à, rồi gửi đi, gửi đi Thanh đổi cho. Chị cắt tóc vậy đẹp. Chị thích để tóc ngắn. Em hai bộ trắng. Rồi ok, hai bộ trắng. Quần jean nam không có rách hả? Quần jean nam không có rách là chị Thanh hết rồi. Để bữa nào vô kho kiếm thử coi có còn không, chứ hiện tại là ê bố hổm gửi đi cho Diễm Thủy á, cái mớ quần jean nó đẹp đẹp không. Còn này quần này một mẫu một mà. Nó đợi mua đồ chơi ạ. À? Dắt nít lại đây đâu. Quần 59k. Chị biết rồi. Chị đổi cho. Rồi ok, để chị đổi cho nha Ánh Tuyết Lê. Không sao đâu, để chị đổi cho. Đây quần nè. Cái quần này nó có độ giãn. Có quần rách không chị? Tại chồng em cũng chung tuổi rồi. Không có quần. Có quần rách không hả? Cái này quần rách nha. Cái này là quần này nó rách rách nha. Chung tuổi cái gì thấy chị Thanh không? Chị Thanh già rồi mà chị Thanh còn xì tin dâu vậy nè. Đầu còn nhuộm xanh nhuộm đỏ nữa nè. Em không có thời gian coi. Ủa bố hổng chị kêu quá, kêu Cảnh nó chát cái cưng á. Xong rồi lấy cái gì á chị gửi. Cảnh nó nói, cưng nói để coi like. Đây có màu này nữa nè. Có bộ chữ nữa nè. Đó bộ chữ 29 ngàn. Trời ơi, Thanh nói cho mấy chị nghe nè. Trời ơi, khách nó mua cái này xong mà khách lại đây nói ô là trời, nó rẻ nó đẹp. Ô là trời, giải nó đẹp. Phải biết vậy mua nhiều nhiều. Ô là trời không à. 29 ngàn một bộ, quá trời rẻ luôn á mấy cục vàng. Ủa Kiều Duyên ơi, cưng hai đứa con rồi hả? Chị tưởng cưng là chưa có chồng chứ. Rồi bộ chữ 29 ok nha Vinh nè. Cho em coi thể thao. Cho em coi thể thao. Bộ chữ ok Tường Vi, bộ chữ 29. Lấy làm gì cái bộ đó nữa hay? Bộ chữ đó đó, bộ thể thao chữ đó đó. Bộ chữ Quỳnh Tiền nè, đi ra đi con. Rồi bộ chữ Tường Vi, bộ chữ Quỳnh Tiền nè. Vậy chứ sao hai quần. Ok. Ok Ánh Tuyết Lê nè. Cái quần này là 99 ngàn nha Ánh Tuyết Lê ơi. Bộ chữ nam 64kg hổng vừa nha. Lấy em bộ 29 ok. Chút mai lấy thêm bộ này nữa nè hả. Có chat với em đâu. Dạ để lát nữa chị xử tội nó. Cho em coi thể thao nam. Thể thao nam đó mấy bộ đó chị Thanh đăng. Chị Thanh đăng like đó. Trương Thị, bộ chữ đó là 50 mấy ký đổ lại thôi nha. Bộ chữ đó là 50 57 ký đổ lại thôi. 60 mấy ký là không vừa đâu. 60 mấy ký không vừa nha. Lấy hai bộ 29k bộ chữ. 60 ký, 60 ký là cao 1 mét mấy. 60 ký mà cao 1 mét mấy hồ sở ơi. Cái này 60 ký rất được á, tại vì cái này nó bự, Thanh thấy cái này nó bự lắm.
Rồi bộ chữ, chị nào lấy bộ chữ nó chốt anh anh bộ chữ 29.000 ha. Bộ này đúng ra anh bán 35.000 á. Nhưng mà anh bán cho mấy chị có 29.000 thôi. Rồi lấy chốt Kim Thanh luôn ha. Hồ sở, lấy cho hồ sở hai bộ chữ nha. Đây rồi, bộ này Thanh có bộ chữ ký nữa mấy chị. Bộ chữ ký nữa nè. Chút Mai chị lấy cho Chút Mai rồi, bộ chữ lấy rồi. Đây bộ này 29.000 nữa nè. Bộ chữ ký nha mấy chị, bộ chữ ký. Bộ này nếu mà cao 6m7 rồi là 60kg vừa nha. Đó, bộ này Thanh cũng sale cho mấy chị luôn, 29.000 bộ chữ ký nè. Em không nhớ chị ơi hả? Rồi lấy đại đi, cái đó vừa đó, 60kg vừa, tại cái form nó cũng bự. Rồi bộ chữ ký nha, bộ chữ ký. Chữ ký 29, chị nào lấy chút Thanh là chữ ký 29 nha mấy chị. Rồi Nga Vinh chữ ký nè, lên giá tiền giùm Thanh nha. Một bộ chị ơi hả, rồi bỏ ra một bộ nha. Đây chị, em đang xài cái này nè của bà nội BD. Nói BD chửi chết luôn. Đây, của mẹ này nè, mẹ Hà Kiều Anh nè, em đang này nè. Rồi Hồ Ngân nè, em ghé lấy nè, ok nè. Còn màu trắng, có màu khác, màu trắng không? Có màu khác có chứ. Có, em đang xài cái này của bà nội này nè. Bộ nam thể xuyên ơi, nam nữ mặc được nha. Nam nữ mặc được nha. Nè chị, cái này là chị nám thằng Nhan nè chị. Trời ơi, cái mặt em nám, chị nám dữ lắm. Em đẻ con bé cuối sau cùng á của hồ cái gì, hồ sở, bỏ ra một bộ đi con, hai bộ lấy một bộ à. Cái hộp này là 350 nè chị, 350 nè đó. Em đang xài cái này của bả nè, em thấy nó cũng bớt cho nên cái em lấy em bán luôn. Rồi bộ chữ ký 29, chị nào lấy nữa chốt Kim Thanh luôn ha. Chữ ký 29 nha mấy chị. Trời ơi, em gì chứ em điệu dữ lắm chị ơi. Em sợ già. Em sợ già mà tự nhiên cái bà kia bả nói em già cái từ ngày đó cái em buồn. Già bệ cả. Như những gì em mong đợi. Chị biết mà. Cái thằng lấy phận mà cho nên là đâu có dám. Rồi cái này bộ thể thao nha, 29.000 nha mấy cục vàng, 29.000. Cái hộp kem này là xài được chắc cỡ nửa năm luôn á chị. Cái bự lắm. Xài hoài không hết. Không hết kem á. Đây Thanh có hai cái áo khoác này, Thanh bán rẻ cho mấy chị luôn nè. Để đó cho mẹ. Ừ, để đó cũng được. Khi nào có like áo khoác đen chị. Áo khoác đen đó là hết rồi. Áo khoác nỉ đó là hết rồi không ta? Khoác nỉ dây kéo á. Hôm bữa mình chốt một áo khoác 392X mà ship cho mình hai áo luôn. Vậy hả? Thì chắc bình luận hai lần á, bình luận hai lần rồi. Rồi Thanh lấy hai cái luôn. À 2X rồi nghe đó, hai cái lên quất luôn. Kệ đi, rẻ mà lấy luôn đi đó. Bây giờ Nguyễn Thị Hoa có kiếm nữa mà không có kìa. Cho em xem dép bánh mì hả? Cảnh ơi, hay là con gom mấy cái dép bánh mì kia vô gì bán luôn đi Cảnh. Mấy đôi mình bán 70 á. Đây cái áo khoác là Thanh sale cho mấy chị 35.000. Hũ kem chị mới cầm là 350 á cưng. Kem Hà Kiều Anh, hàng chính hãng của bả đó. À, cái này là Thanh sale cho mấy chị 35.000 mấy chị. Cái áo khoác nè mấy chị. Áo khoác này Thanh còn có 2 cái nè. Còn 2 cái bán rẻ cho mấy chị luôn 35.000. Cái này là 65kg được luôn mấy chị, 60-70kg gì được. Cái áo khoác này là nó không có dây kéo nha. 65 không vừa. 65kg vừa nè. Cái này áo khoác này nó không có dây kéo rồi, nó cũng không có nút nữa mấy chị. Đó, áo khoác tiểu á. Ừ, nó bật bỏ rồi.
chị không lên dép ơi, chị giờ chị đây nè, mới bưng vô gỗ nè. Ủa rồi mấy cái đôi này nè Cảnh, còn nữa không? Có nhiêu đây hả? 65kg bùa nha, em sale cho mấy chị luôn, 35.000 thôi, còn 2 cái á mấy chị. Nè túi nè, còn mấy cái nè, bỏ vô đi, bỏ vô thùng luôn đi con. Áo khoác đi mấy chị, áo khoác đi. Ai dép bánh mì, bánh mì, bánh mì. Em lấy áo khoác 35, ok, ấm tiếp lên nè. Rồi còn một cái chị nào lấy dớp thằng Thanh luôn đi. Đây đôi dép bánh mì sale 45.000 mấy chị. 45.000 nha, 45.000 đôi này sale 45.000 mấy chị. Dép bánh mì đôi này là size 37. Size 37 45.000. Với lại cái bánh mì sụt quá trong cái thùng á, gì để bỏ trong thùng. Rồi đôi này size 37 45.000 mấy chị nha mấy chị. Thanh bán dép mấy chị à. Lấy chị hút em, ok chị. À, chị nào không có nám thì lấy loại là không nám nha, còn chị nào nám thì lấy nám. Có loại không nám nữa. Đây có loại dưỡng nữa nè. Cái này là kem dưỡng da chống nắng nè. Đó, nó là kem dưỡng da chống nắng, trắng da chống nắng, ngăn ngừa lão hóa da. Còn cái này là chị nám tàn nhang rồi mồi gì nè. Đó, cái này là nó nặng, nó mạnh hơn cái kia. Kem này xài được lâu lắm nè con, kem nó xài lâu lắm, em xài một hộp biết bao lâu rồi, xài mà cái nó bể cái nắp luôn mà cái kem nó chống chưa hết nữa. Rồi đôi này size 37 nha, size 37 45.000, chị nào lấy chốt anh Thanh luôn. Rồi đôi này là size 42, size 42, size 42 nha mấy chị, 45.000. Dép này Thanh bán 70.000 đôi với mấy chị, ai mới hỏi bánh mì đâu mất tiêu rồi. Rồi size 40 nè, size 40 nha, size 40 45.000. Rồi đôi này là size 38 nè, size 38 nha, size 38 45.000. Ủa cái đôi này là, đôi này là mấy Cảnh? Giá phải không? Thôi ginh cái sọ ca đây con ơi, trời ơi, hỏi mấy bánh mì mà Thanh lên bánh mì mà không ai ứ thử gì, Thanh lai đồ đi mấy chị nha, Thanh lai quần áo đi, dép không có hứng rồi mấy chị, dép không có hứng rồi. Rồi lên bộ nữa nè, lên bộ nữa nè, lấy em đôi dép bánh mì rồi lên mua rồi, Cảnh này mua rồi. Bánh mì màu cam 37. Rồi Tường Vi size 38 45k. Size 37 á, tới size 3 mấy? Không, đôi màu cam á, đôi đầu tiên á. Áo nỉ sau lưng 35.000 đó Hải Nguyễn Thị ơi. À 38 nè. Rồi đó hai đôi đó bỏ vô đi. Thôi mai gửi đồ cho em, chúc chị ngủ ngon. Của tôi vui vẻ, chị chưa được ngủ đó em. Ê đây nè, dép bánh mì này nè Thảo Thu, Thảo Thu đây nè cưng, đây nè. À, nguyên bọc này luôn nè, cái này sale như ta 39.000, đôi này sale 39.000 mất vàng, 39.000 nha. Đôi này sale 38 nè mấy chị. Thảo ơi mang cái này đi, cái này chị sale 39.000 nè, sale 38 nè. Rồi cái này sale 39 nè, size 39 màu hồng nè. Rồi size 40 màu xanh nè. Đó, cái này sale 39.000 đôi thôi. Rồi size 40 màu hồng nè. Rồi cái này là size 36 màu vàng. Đó, size 36 màu vàng nha. 39.000, dép này là 39.000. Chị nào lấy chút Thanh luôn. Cái bánh mì đó mình sale 39.000, mẫu đó sale 39.000. Rồi đây bộ thể thao nè 29.000, Thanh còn mẫu màu xanh nè. Bộ này là khoảng 57kg thôi mấy chị, 60kg sợ không vừa nha mấy chị.
nha. Bộ này 57kg thôi. Đó, bộ màu xanh này thanh sale 29.000. Cho coi quần thể thao đi chị. Rồi ok lên liền nè. Đó, bộ thể thao màu xanh 29.000 nha. Chị nào lấy chốt tình thanh luôn, xanh 29k. Nỉ thanh có màu vàng, màu xanh, màu đỏ. Em lấy thể thao màu xanh 29, ok anh Tuyết Lê. Áo nỉ thanh có màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng. Áo phía sau là 35.000 á Thu Quyên ơi. Áo xanh ở phía sau nè, áo này, áo nỉ nè, áo nỉ chui nha, 35.000 một cái. Quần thể thao xanh 29, ok chị Bình An nè. Rồi cái này là quần thể thao mấy chị, quần thể thao này nam nữ mặc được nha. Quần này chắc cỡ 60kg đổ lại mấy chị, 60. Ừ cái này cỡ 60 sáu mấy ký á. Đó thanh xe của quần này 35.000 thôi. À, và dép 40 nha chị, size 40. Rồi 40 ok, 40 lấy màu hồng ha. 40 39.000. Rồi ok. Cái quần này 35.000 nha mấy chị, 35.000. Đó, quần thể thao nè. Quần này chắc cỡ 45kg tới 60, 65kg tùy theo chiều cao nha mấy chị. 35.000 chị nào lấy chút âm thanh luôn, quần thể thao 35k. Quần thể thao 35.000. Còn chữ ký không? Chữ ký còn một chữ ký nè. Chị có quần thể thao nữ tốt không? Có nha Tí Ngọ ơi. Lấy em cái xanh phía sau. Quần thể thao 35 ok Nhi nè. Lấy cho gì cái áo hoodie đi con, màu xanh đó. Rồi bộ chữ ký nè, Tường Vi nè, 29k nè. À học sinh đi học á hả? Học sinh đi học mặc cái đó cũng được mà. Cũng được mà. Vậy nè. Học sinh đi học có lợi luôn. Thôi ông mặc xả giùm. À chị Cẩm An xả cái quần xì á hả chị? À, lấy em cái vest xanh phía sau nè. Ok Thu Quyên nè. Thu Quyên nè. Thu Quyên lên số điện thoại. Thu Quyên lên số điện thoại lại giùm thanh đi Thu Quyên. Chị Cẩm Hằng ơi, chị xả cái lố quần xì á phải không chị? Không, quần thể thao. À quần thể thao. Quần thể thao Cẩm Hằng gì, Cẩm Hằng nãy giờ có quần thể thao không? À quần thể thao hả? Vậy là xả cái quần thể thao ra hả chị? Đây cái quần này 35.000 nè. À Thu Quyên ghé lấy, nhập Thu Quyên ghé lấy dùm gì coi. Đúng rồi. Rồi cái quần này 35.000 luôn mấy chị, 35.000. Quần này cũng 55-60kg luôn nè, 55-60kg luôn nha. Cái quần thể thao, quần thể thao này 35.000. Đây bộ này thanh sale cho mấy chị luôn nè, 49.000. Quần 35 nè. Quần 35 Nga Vinh nè. Có quần Umi không? Quần Umi thanh có. Ồ, cái này nãy đâu rồi. Nãy đồ bộ là còn cái gì cảnh.
lụa hay là cà phê. Vậy là đồ bộ hết rồi đó. Vậy là đồ bộ hết rồi đó. Đây bộ này 49.000 mấy chị. 65kg vừa mấy chị. 55-65kg nha. 55-65kg bộ này thành sale cho mấy chị luôn. Bộ này là 9 tấc nha mấy chị. Bộ này là lửng 9 tấc. 55-65kg. Nói chung là chị mấy chị từ 55kg-65kg là mặc được nha. Thanh sale cho mấy chị bộ này 49.000. Chị nào lấy chú Kim Thanh luôn. Bộ 49k mấy chị màu nâu. Chú Kim Thanh là bộ nâu nha mấy chị. Nâu 49.000. Rồi Thanh có màu xanh nè. Xanh đậu nha. Xanh đậu 49.000. Rồi màu xanh dương 49.000. Màu xanh da trời 49.000. Ở mấy bộ này là size lớn rồi mấy chị, size từ 55kg-65kg. Hồi chưa nói đi lên ngủ mà cái ngủ đi đâu. Cứ nằm cái hấm ảnh chiếc xe đậu bên hè. Rồi thêm cái cửa kiến sợ khách mà thấy mở cửa lại đập cửa đùng 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 đùng. Con chưa thấy lại đập đùng 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 vậy đó. Kêu dơ dơ vậy đó. Bỏ dép này vô cái em mới chịu. Dép này mới chịu chứ sao, mới chịu đi nắng đó. Không có bị nóng cái chân. Khỏi mang vớ. Đây áo, áo áo này bán rẻ luôn. Bán rẻ cho mấy chị luôn 19.000 luôn nè. 19.000. Đây cái áo này là áo áo chui nha mấy chị. Áo này là áo chui mấy chị ơi, cổ chui có nón, tay ngắn. Đó, cái này làm sale cho mấy chị luôn 19.000. Cái này cỡ 70kg mặc vừa luôn mấy chị. Cái này từ 50kg tới 70kg vừa luôn nè, cái này thanh sale cho mấy chị là 19.000 thôi. Chị Huệ Mỹ ơi, cái này 19.000 chị lấy về chị bán được nè. Đó 19.000 chị về chị bán 35.000. Rồi cái này Thanh còn ít thôi mấy chị, còn có mười mấy cái à. Bán rẻ cho mấy chị 19.000 luôn. Cái này là Thanh lấy tay dài mà nó giao lộn cho Thanh là tay ngắn. Cho nên là giờ thôi khỏi bán rẻ cho mấy chị luôn. Đó 19.000. Mà nếu chị lấy hết em bán cho chị 15.000 luôn. Sĩ nào lấy hết thì Thanh bán 15.000 luôn ha. Áo nỉ nha, cái này là áo nỉ nha mấy chị. Bán hết là tới mùa lạnh cái cũng giống như cái áo len. Hả? Trời ơi, chất một nhà con thấy không? Đây rồi cái áo khoác này mấy chị, sale cho mấy chị luôn 49.000. Áo khoác kaki. Áo này là áo khoác kaki nha mấy chị, 49.000. Cái này là khoảng 55-57kg thôi mấy chị. Đây 55-57kg nha. Thanh sale cho mấy chị cái áo khoác này 49.000 thôi. 49.000 áo khoác kaki, chị nào lấy chốt mình Thanh luôn mấy chị. Đây áo lẻ hả? Quần thể thao của em là xanh nha. À xanh hả? Rồi ok để chị đổi lại cho. Nhi nè, Nguyễn Nhi đổi lấy cái quần lại đi con. Dép bao nhiêu một đôi? Dép là 39.000 đó Hiền Thảo ơi. Cho em coi nón thể em coi nón thể thao phía sau đi chị. Hồ sở rồi, ok. Một khoác tường vi nè 49. Không, hồi nãy gì thấy cái quần thể thao màu đen đen cái gì á. Ờ vậy là đúng rồi. Rồi ok Nhi, chị lấy đúng rồi. Đây nón nè. Nón thể thao nè. Nón nè.
này khoác nữ nam mặc được nha. Nói chung khoác này là nữ nam đều mặc được. Ôi cái bột đó mất mẹ. Dép là 39.000 nha. Dép 39.000. Khoác 49 ok thu thu. Khoác nè, đường bi nè 49.000 nè. Anh có đọc số ký đó mấy chị coi mấy chị mua nha. Rồi khoác 49 nè, thu thu nè. Rồi thu nguyên nè, cặp quần nè. Lấy em hai đôi giống nhau. Size 35 hả? Cái dép đó mình có size 35, 136 nhỏ nhất nha. Khoác cái này khoác nữ nam cũng được chứ, quan trọng là nam có vừa hay không thôi á. Quần Umi em xem, quần Umi hả? Khoác 49 ok nha Vinh nè. Cái nón thanh năng đặt đội là thanh siêu có 25.000 thôi mấy chị. 36 có hai đôi giống nhau không? Lấy hai đôi cho con. Đúng rồi. Nón 25.000, nón thanh sale 25.000 nha. 25.000 thanh có màu đỏ với màu xám nè. Màu đỏ màu xám nha, 25.000 một cái. Rồi khoác chị nào lấy chú thanh khoác luôn. Đây quần này thanh bán hai cái. Một cặp 20.000 nè. Quần bé đi học lớp 4 hả? Lớp 4 mà nó nhiêu ký? Cái này bự lắm. Cái này bự lắm. Đây quần này thanh sale cho mấy chị nè, một cặp về 20.000. Cái này quần này là thanh nhập vô là 25.000 một cái rồi đó mấy chị. Giờ thanh bán cho mấy chị một cặp có 20.000. Rồi nón mấy chị, nón này ha, 25.000 nha, nón 25.000. À, 35kg hả? 35kg. Rồi cái này Hiền Thảo 39k. Ừ, con lấy nha. Con lấy bọc bỏ hai đôi này vô luôn đi. Hai đôi đó của Hiền Thảo. Hai quần 20 nè. Rồi ok Hải Nguyễn Thị nè. Áo khoác 49.000 chị nào lấy nữa không? Quần này là thanh nhập vô một cái là 25.000 mấy chị, giờ thanh bán một cặp có 20.000. Mấy chị mua cho con mình mặc. Mình mặc cũng được luôn. Quần này nói chung nữ nam gì cũng mặc được. Nữ nam đều mặc được. Quần này là từ 35kg tới 50-55kg tùy chiều cao nha. Tùy chiều cao á. Cỡ chị Thanh mặc cũng được luôn. Rồi quần một cặp 20.000. Chị nào lấy chốt âm thanh là quần cặp 20 nha. Rồi áo khoác. Rồi ok Kiều Duyên. Cái quần này là mấy chị biết sao không? Thanh nhập cái quần này để thanh bán mấy người ta đi đánh cầu lông, đánh golf nữa. Ý đánh tập thể dục cho đó mấy chị. Đó, giờ thanh bán là thanh bán lỗ luôn á. Bán lỗ luôn á mấy chị. Áo lẻ hả? Áo lẻ thanh có nhưng mà chắc là thanh chưa có lên được. Rồi cái áo này thanh sale 49.000 luôn. Áo khoác kaki. Ở cái áo này 60kg vừa luôn rồi mấy chị. Đó, áo này 60kg. Đó, cái này là 60kg nè. Cảnh ơi, con lấy thêm một cái quần jean. Ủa, bữa hổm là bỏ thêm một cái quần jean đổi cho đang thì rồi phải không? Đây, cái áo này 49.000 luôn nè. Đẹp quá trời mấy chị ơi. Áo này là từ 60kg đổ lại luôn nè. Lên ở áo lẻ được không à? Quần bé gái size 35kg. Bé gái size 35kg hả? Có màu này được không?
trắng nè, chút mai nè, 49.000 nè, áo nè bán 49.000 luôn trời. Má ơi. Chút mai nhập lại lấy đi Cảnh. Áo kaki đó bán 49.000 rẻ quá mấy chị ơi. Đây nè quần nè. Bán chị có áo, bên chị có áo thun gân không? Có nha Thu Huyền ơi. Nhiều lắm. Nhiều lắm nha. Đó thấy không? Rất là nhiều. Đó. Nhưng mà tại vì Thanh không có like thôi. Có màu cái gì? Còn màu khác không? Nam mặc được không? Cái này nam mặc được mà, áo khoác hay nam nữ mặc được, áo cặp luôn á. Còn màu khác không hả? Đây rồi, cái này 35.000 nha. Quần thể thao 35.000 màu đỏ. Like áo đi. Anh cũng muốn like lắm nhưng mà cực lắm. Like áo lấy từ cái xuống dít 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 mệt lắm mấy chị. Bữa nay là Thanh Long thể bất an, không được khỏe nữa mấy chị. Không có được khỏe nữa. Rồi áo khoác, chị nào lấy áo khoác chút cho Thanh áo khoác luôn. Áo khoác 49.000. Áo khoác kaki nha mấy chị, áo khoác kaki. Cái này Thanh có size nhỏ, size lớn luôn nha mấy chị. Size 60kg rồi size 55kg nha nha. Quần này chắc được nè. Quần thể thao nè. Đây 35kg, cái này chắc rộng quá ha Cảnh ha. Cái này bự rồi, cái này à, ok Thu Quyên nè, áo khoác trắng nè. Quần này 35.000 nè, quần này 55-57kg nha. Cái quần này từ 40kg trở lên, 35kg chị sợ nó rộng á. À, quần này là 40kg trở lên, quần này Thanh sale 35.000. Quần thể thao. Quần thể thao 35k. Rồi Nga Vinh khoác trắng là 60kg nè. Vừa không, cái đó vừa không, chị thấy nó hơi rộng á. Có like đồ bộ không chị? Có nha cưng. Cái này chị thấy nó hơi bự nha. Nó hơi bự á. Cho nó mặc rộng rộng luôn hả? Rồi ok Trần Anh. Cho nó mặc rộng rộng luôn hả cưng? À, thấy quần thể thao của ấy cột lại làm gì á. Rồi quần thể thao này Trần Anh. Rồi quần thể thao nữa mấy chị. 35.000. Nói chung là từ 40kg trở lên nha. 35kg cũng vừa nên nó hơi rộng. Kệ đi, quần mặc rộng có sao đâu. Hồi sáng ai điện nói lấy quần thể thao mà quên mất tiêu rồi. Thể thao 50kg, ở 50kg là cái đó vừa. Chị tưởng là 35kg thì sao không vừa.
Đây cái bộ này 35 ngàn mấy chị, 35 ngàn nha. Bộ này là 50kg đổ lại nè, 50kg đổ lại thanh sale cho mấy chị. Bộ tiểu thư 35 ngàn đó, bộ này 35 ngàn. Bộ này thanh còn có mấy bộ thôi, một cái hả? Vậy là Hiền Thảo bỏ ra một cái được không ơi? À, ủa hồi nãy lấy em hai cái quần thể thao rồi giờ lấy một cái nữa hay là lấy một cái áo khoác nam mặc được không chị? Trần Hạnh áo khoác nam mà cưng kiếm size bao nhiêu ký? Hiền Thảo ơi, vậy là bây giờ là cưng lấy tổng một cái hay là hai cái nè? Rồi bộ này là 35 ngàn nha, lụa nha mấy chị. Bộ này 35 ngàn, 45 50 ký đổ lại. Là cưng lấy một cái 35 ký, ăn cái 50 ký hả? Hai cái nó còn size một à. Là giờ lấy một cái phải không hay là hai cái? Rồi bộ này 35 ngàn, chị nào lấy chốt mình phải là bộ tiểu thư. Tiểu thư 35k. Cho coi hot đi với chị hả? Trời ơi, dạ. Dạ là mấy cái? Dạ là mấy cái cưng? Là ba cái à, nãy là hai cái rồi, giờ thêm một cái nữa. Phải không? Có mấy cái rồi cánh? Giờ thêm cái nữa. Giờ thêm cái nữa. Này, 50 kg nè. Đây rồi, cái này sale mấy chị. Sale cho mấy chị cái quần này 29 ngàn luôn mấy chị. Lúc bán 49 ngàn, lúc bán 39 ngàn, lúc bán 29 ngàn. Không hiểu nổi. Bữa nay bán 29 ngàn nè. Chớ đời biết rồi. Một ngày 2k trà lai. Trời ơi, gan nào mà để nó thải cho kịp trời. Đó, quần này 55kg đổ lại nha mấy chị. Nam nữ mặc được, thanh xe quần này cho mấy chị 29 ngàn. Chị nào lấy chốt thanh luôn, còn nhiều người vậy cảnh để gì biết đường gì à. Ok, Nga Vinh nè, quần 29. Bữa trước bán 49 ngàn, rồi phải bán 39 ngàn, rồi bán 29 ngàn. Ghi cái không, hả? Nhiêu? Ghi không hà hiểu nổi luôn. Rồi, quần 29, ok, Hiền Thảo nè. Nói chung bây giờ được giá nào mấy chị mua giá đó. Bữa trước mua 39, 49, bữa nay bán 29 mua thêm nha. Nói chung là mua thêm đi. Thanh cũng ba chọn lắm, nói chung là lúc mưa lúc nắng. Rồi còn hai cái chị nào lấy hốt luôn nè. Còn hai cái nha, hai cái nè, hai cái quần 29 ngàn. Chị Huệ ơi, chị đâu mất tiêu rồi chị? Đâu mất tiêu rồi, chục vàng ơi, chục vàng. Rồi mấy chị ơi, bây giờ Thanh lên cái này xíu như mấy chị. Đây sữa, ba cái này là tắm trắng mấy chị ơi. Bịch tắm trắng Thanh theo cho mấy chị ba bịch, gần Tết rồi mấy chị, gần Tết rồi, Tết tới rồi. Đó, Tết tới rồi mấy chị. Cảnh này dọn đi Cảnh ơi. Cái mấy cái đơn sau này á, chắc con để riêng bên đây đi coi nó Cảnh này. Ba bịch 25 ngàn. Ui là trời. Người ta bán bịch 40 ngàn, Thanh bán ba bịch 25 ngàn, mấy chị chịu nổi không? Mấy chị chịu nổi không? Ba bịch, ba bịch tắm trắng gì là có 25 ngàn thôi. Thêm cái quần 29. Bỏ quần 35 nha chị. Bỏ quần 35 là bỏ quần nào? Lấy luôn đi trời ơi. Bỏ lại nữa khổ, bán được món mừng thấy mẹ luôn rồi. Giờ bỏ ra buồn dễ sợ. Ba bịch tắm trắng 25 ngàn mấy chị. Anh bán xả kho mấy chị. Ba bọc 25 ngàn mấy chị. Ba bọc tắm trắng 25 ngàn. Rồi còn này là son môi dưỡng mấy chị. Son này là son dưỡng nha mấy chị. Mấy chị thấy cái son đẹp chưa? Mấy chị mua mấy chị trưng ở trong phòng ngủ của mình đó mấy chị. Trưng lên cái bàn trang điểm mình nó cũng đẹp đó. Đó, đẹp chưa? Hình cái cây son mà hình cái bông hồng nha. Thanh sale cho mấy chị cái cây này 15 ngàn thôi. Nè, cái này là son nước nha mấy chị. Son này là son kem. Nó dạng son kem nha mấy chị. Sale cho mấy chị cái này 15 ngàn thôi.
Nga Vinh ba bọc tấm trắng nè. Ừ, mỗi người ủng hộ Thanh người ba bọc, năm bọc, sáu bọc gì đi. Đó, tấm trắng đi mấy chị, một tuần tắm lần cho nó trắng lần đẹp. Son 15 Ngọc Hương Quỳnh, để lên mượn sức một cái. Mấy chị trưng lên cái bàn trang điểm á mấy chị. Trời ơi, em xúc động quá. Chùi chùi cái. Một của ai đây? Mấy chị chài xài giống Thanh nè. Mấy chị xức vô mấy chị bậm như giấy nè. Là cái son chị nó bền màu. Một cây 100 mấy đó, trời, giờ bán. Giờ bán 15 ngàn. Rồi son 15 ngàn. 15 ngàn một cây, 15 ngàn một cây. Mua người 2 cây đi. Chưng lên bàn trang điểm. Son 15 Ngọc Hương Quỳnh nè. Rồi son 15 này Trần Anh nè. Rồi hai son là Kim Ngân Lê nè. Còn áo thun form rộng không hả? Em còn mà em chưa rảnh soạn ra nữa chị. Son mấy chị, mỗi người mua 2 cây đi. Mỗi người mua 2 cây anh bán này, nó bán mà nó thơm lắm nghe mấy chị, thơm lắm nghe. Thơm lắm, thêm một cây son rồi ok Ngọc Hương Quỳnh rồi nè. Trần Anh nè. Rồi Kim Ngân Lê 2 cây nè. Thơm lắm mấy chị, cái son này nó rất là thơm, nghe mấy chị xức lên môi nó thơm lắm. Nè, hàng mà đàng hoàng Thanh mới dám sức lên mỏ anh chứ, mà còn hàng không đàng hoàng không dám sức đâu mấy chị ơi. Rồi son 15 Thu Thu nè. Chị Quệ Mỹ lấy son đi. Hiền Đảo son 15 nè. Trang Đặng nè son 15 nè. Mỗi người lấy 2 cây đi cho nó mau hết, cho Thanh mau hết đó mấy chị. Bắn lỗ không năn nỉ. Bắn lỗ không năn nỉ. Mỗi người lấy 2 cây đi. Một lần tốn cái bọc. Rồi Hiền Thảo một cây son nè. Về sức đã đẹp rồi cái bắt đầu cái mua nữa nha. Rồi Thu Thu một cây nè. Cái sau 15 ngàn in giấy bọc ra lỗ nè. Bọc này 1 ký 6-70 ngàn mới. Rồi ba cây son này Trần Ly nè. Để coi còn không cái đã. Thiệt Thanh năn nỉ mấy chị không mua nha. Rồi mấy chị về mấy chị xài đã cái mấy chị. Ủa lộn, Trần Ly. Trần Ly 3 cây. Nữa không lên giá tiền nữa. Có áo dù không hả? Có nha. Bán cái này rộng rộng quá. Rồi chị nào lấy son chút cùng Thanh son luôn ha. Rồi cái này là rồi Trần Ly nè 3 cây nè. Rồi Trang Đặng nè 1 cây nè. Nga Vinh có chưa? Chưa, Nga Vinh chưa có. Nga Vinh 1 cây nè. Ừ cái này là son lì á cưng. Son lì á, sức xong rồi lấy miếng giấy bậm giống Thanh gì đó là nó ấy. Áo ngực có nha. Son Nga Vinh rồi. Rồi Nga Vinh rồi nè. Ngọc Hương Quỳnh nè. Hiền Thảo nè. Kim Ngân Lê nè. Thu Thu nè. Rồi son người nào cũng có rồi. Người nào chưa có chốt đi. Người nào chưa có chốt nha. Son mấy chị. Son này là son kem nha mấy chị. Son kem. Rồi Phương Trúc 2 cây son nè. Đúng rồi, người nào Thanh chưa đọc tên thì lên giùm Thanh nha. Em lấy thêm một cây son nữa rồi ok. Hiền Thảo. Rồi Trúc Mai nè, son 15 nè. Là Hiền Thảo thêm một cây. Một cây son có 15 ngàn mấy chị.
Một cái son có 15 ngàn. Cái son này sức nó thơm á, sức lên môi nó thơm á. Rồi chị nào lấy nhiêu nữa chốt giùm Thanh đi. Ai lấy nữa chốt giùm Thanh ha. Son 15 ngàn một cây. Này chắc để bán lai dai cho Tết. Rồi bàn chải đánh răng đi mấy chị. Ban bạch yến dồn đơn. Rồi hai cây son nè. Mấy chị mua để dành xài. Thanh là xăm môi rồi nhưng mà Thanh cũng xài son rồi mấy chị. Rồi ban bạch yến nè. Rồi bằng chải đánh răng mấy chị. Đó, bằng chải đánh răng ế đây. Một chục. Một chục bằng chải đánh răng 45 ngàn. 45 ngàn một chục mấy chị. Mấy chị mua ở ngoài 3 cây thôi. 3 cây thôi. Mấy chị mua ở ngoài 45 ngàn được 4 cây. Đó, mấy chị mua ở ngoài một cây 10, cây mười mấy ngàn đó chứ. 3 cây à, mấy chị mua ở ngoài là 45 ngàn được 3 cây. Mấy chị mua có Thanh 45 ngàn được 10 cây nha. Cái cây này là cây bàn chải than tre mấy chị nha. Bàn chải này là của Nhật nha mấy chị. Bàn chải này là của Nhật nha. Của Nhật. Bàn chải than tre Thanh sale cho mấy chị một chục cây. Chục cây 45 ngàn. Chục cây bàn chải đánh răng 45 ngàn nha mấy chị. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Chục cây bàn chải bố. Chục bàn chải đánh răng 45k. Rồi cái này là kem body. Để Thanh sale qua mỹ phẩm xíu đi mấy chị nha. Rồi kem body nè, cái hũ này. Ủa mấy cái này không phải là kem body. Cái này là mặt nạ nha mấy chị. Mặt nạ nha. Cái này là mặt nạ. Mặt nạ dưỡng da mấy chị. Mặt nạ dưỡng da nè. Đó, cái này là mặt nạ dưỡng da. Thanh sale cho mấy chị một hộp vậy là 45 ngàn. Rồi 45 ngàn một hộp mặt nạ dưỡng da nha mấy chị. Dưỡng da nè, rồi mí mắt nè. Nói chung là nó có cái muỗng nè mấy chị. Đó, nó có cái muỗng nè mấy chị. Dít mấy chị chét lên. Chét lên trên mặt đó cho nó khô. Xong rồi bắt đầu mấy chị nó khô. Mấy chị để cho nửa tiếng đồng hồ vậy đó. Rồi mấy chị đi rửa mặt sạch. B35 vợ Dũng. Vợ Dũng B35 là gì cưng. Rồi cái hộp này hộp mặt nạ mấy chị. Mặt nạ dưỡng da Thanh sale cho mấy chị 45 ngàn nha. 45 ngàn nha. Một hộp 45 ngàn. Chị nào lấy chốt anh Thanh là mặt nạ 45k. Nạ 45k nha mấy chị. Nhức đầu quá à. Thôi chắc Thanh xuống like. Thanh hẹn mấy chị tối mai nha mấy chị. Hẹn mấy chị tối mai nha. Rồi bịch muối bò Thanh sale cho mấy chị luôn nè. 25 ngàn luôn. Bịch tắm trắng muối bò. Ê tẩy tế bào chết chứ. Bịch tẩy tế bào chết muối bò Thanh sale cho mấy chị 25 ngàn luôn. Đây cái chai tẩy kỳ. Đây cái chai tẩy kỳ Hàn Quốc Thanh sale cho mấy chị luôn 39 ngàn nha. Chai tẩy kỳ 39 ngàn. Còn gì nữa ta. Ê đây nước hoa vùng kính mấy chị ơi. À, chị Mima 15 còn không. Còn nghe Thùy ơi, lấy nhiêu bộ cưng? Lấy nhiêu bộ Thùy? Đây nước hoa vùng kính nè. 3 chai 40 ngàn. Ở anh sale cho mấy chị luôn, 3 chai 40 ngàn nha. Nước hoa vùng kính 3 chai 40. Bỏ đơn hả Cảnh? Bỏ đơn hả? Trời ơi trời, bỏ cái thùng nó lấy thùng mới ở ngoài đi. Ở ngoài gì thấy có một cái thùng mới á. Lấy 10. Không lấy màu đỏ hả? Rồi ok em. Quần 29k chị hết rồi. Vợ Dũng ơi, cái đơn trước cưng nhận chưa? Đơn trước cưng nhận chưa vợ Dũng? Đây đây còn cái quần 29 này nè. Vợ Dũng cái đơn trước là cưng nhận chưa vậy?
Thùy ơi, son môi 15.000 cây nè Thùy. Son chị Thanh đang sức nè. Rồi 3 chai nước hoa bùng kính mấy chị, 40.000, 3 chai 40.000 nha. Ê, cái chai nước hoa này Dior mấy chị. Này mở sao? Thơm quá trời luôn nè, Thanh sale chai này 25.000 thôi mấy chị. 25.000. Của em hai cái 29 nha. Ok. Nga Vinh hai cái 29 hả? Ủa Nga Vinh là quần hồi nãy có mấy cái 29 rồi Cảnh. Cái chai nước hoa này Thanh sale nè. Đâu rồi, mới cầm nó mất mẹ rồi. Đây 25.000. Ở chai này 25.000. Rồi ok, Hiền Thảo này 25.000. Hiền Thảo đâu rồi? Rồi còn gì sale đó. Đây nước hoa mini nữa nè. Ở đây cái này phấn mắt mấy chị ơi. Đây cái này phấn mắt kèm cây son luôn. Có nó có ba hộp phấn mắt. Bỏ cái 35 thể thao ra nha. Ok em. Lát nữa nhớ bỏ cái 35 thể thao ra con. Đây Thanh sale cho mấy chị 15.000. 15.000 một hộp phấn mắt kèm một cây son. Ở Trương Khoa cho chị số điện thoại đi. Trời ơi, chị tìm cái số điện thoại của cưng hoài, tìm không thấy, lâu quá cưng không mua á. Cái nó bị ẩn số luôn, ẩn số điện thoại của cưng luôn, giờ chị tìm không ra. Đây cái này 15.000. Rồi ok, Kim Ngân Lê phấn mắt 15. Đó, sale cho mấy chị phấn mắt 15.000. Mấy cái này là hàng mỹ phẩm, là hàng mắt. Rồi phấn mắt 15 nè, Nga Vinh nè. Rồi ok, Trương Khoa nè. Lâu quá cái mất số điện thoại luôn. Đâu rồi? Kim Ngân Lê. Rồi phấn mắt 15 Nga Vinh nè. Rồi phấn mắt Trúc Mai 15 nè. Rồi phấn mắt 15 chị nào lấy nữa không? Lấy nữa Thanh lấy luôn. Phấn mắt để đâu trời? Phấn mắt 15, phấn mắt 15. Rồi chị nào lấy thì lấy đi, không lấy lên xuống. Nên mấy chị rồi xà bông. Xà bông chị mụn nè mấy chị. Xà bông chị mụn đó là 15.000 một cục. Đây mấy chị ơi, 3 chai. 3 chai nước hoa này. Hồi nãy mình bán 1 chai 25.000 mấy chị. Giờ mấy chị mua. Trời, cái chai này nó bị lưng quá, nên bán cho mấy chị chai này 15.000 thôi. 15.000 thôi ha. Đây nè, phấn mắt nè. Phấn mắt nè cưng. Đó, 3 ô với một cây son. Chai này nó bị chảy, nên bán chai này 10.000 thôi mấy chị. Chai nước hoa này bán 10k thôi. Chanel No 5. Chai này bán 10k, bán rẻ 10k. Đó, mấy chai này sao nó lưng hết trơn trời. Số này hả? Rồi ok, dì bỏ số kia ha. Chúc Mai có phấn mắt nha cưng. Có phấn mắt nha. Rồi ok, anh thấy số rồi. Đây nước hoa mấy chị, 3 chai 50.000. 3 chai nước hoa 50.000 mấy chị. Nước hoa này thơm lắm mấy chị. Mấy chị đi đám đi tiệc mấy chị cầm theo. Mấy chị bỏ túi sách đó. Đó, nói chung là chai nào nó cũng còn lưng lưng, nên bán rẻ cho mấy chị luôn. Bán rẻ cho mấy chị luôn. Đây nè, nó có chai lưng chai đầy. 3 chai 50. Chị nào lấy chốt cùng Thanh luôn ha. Nước hoa 3 chai 50.000. Hồi nãy anh bán 1 chai 25.000, giờ anh bán cho mấy chị 3 chai 50. Chị nào lấy chút anh luôn.
lên ống ngực hả? Bây giờ trễ rồi chắc Thanh không lên được nữa đâu nha, trễ lắm rồi, mệt, bữa nay Thanh bệnh đó, Thanh mệt không khỏe. Có gì tối mai mấy chị mua tiếp ha, tối mai mua tiếp nha mấy chị. Lấy em thêm 3 chai nước hoa nha. Ok, Trương Khoa 3 chai nước hoa 50.000. Đi đám đi tiệc á, mình bỏ chai nước hoa đi trong cái vỏ sách, túi sách của mình. Không cần nước hoa, chị lấy ngẫu nhiên thôi chứ không có lựa. Rồi ok, anh Tiết Lê 3 chai. Hồi nãy cái bộ đùi là con thấy còn nhiều không Cảnh? Nhiều hơn dài hả? Thì bữa giờ Tiết không dám bán. Thôi mà kệ, cái đó bán hết đâu còn nữa đâu. Rồi thôi mấy chị đi ngủ, mấy chị mai đi làm mấy chị. Bữa nay Thanh like nhiêu đây thôi. Hồi nãy nói 9 giờ, giờ đến 10 giờ mình chưa xuống like nữa nè. Chúc mấy chị ngủ ngon nha. Xin chào mấy Cúc Vàng nha.